Ngày xưa, khi đất nước còn chìm trong loạn lạc, bọn giặc mạnh lên xâm chiếm bờ cõi và nay đã đánh đến kinh thành. Nhà vua và hoàng tử buộc phải chạy trốn. Bệ hạ, tâu bệ hạ, không hay rồi. Bọn giặc đã đánh đến cổng thành. Hạ, thần chỉ là bề tôi hèn mọn. Không có thần thì vẫn còn những người khác. Còn bệ hạ cửu ngũ chí tôn không thể thay thế. Người còn thì giang sơn mới còn. Xin người hãy đi mau kẻo muộn mất. Khanh, trong cơn nguy cấp, xin đắc tội với bệ hạ. Người đâu? Dạ. Các người hãy bảo vệ bệ hạ và hoàng tử. Xin người bảo trọng. Bắt hết bọn chúng cho ta. Hãy mau, đường này. Nhà vua kia, đuổi theo hắn, bắt sống hắn cho ta. Đuổi theo ta đi. Bọn mi có đuổi theo ta thì nhà vua và hoàng tử mới chạy thoát được. Cung thủ đâu? Bắn con ngựa cho ta. Bắn hắn cho ta, không được để hắn thoát. Nhà vua kia, mi đừng hòng thoát. Ngươi bị lừa rồi. Ta chỉ là một tên quan hoàng, còn nhà vua đã đi xa khỏi kinh thành từ lâu. Cái gì? Bắn! Các ngươi đừng hòng bắt được ta. Đêm đen thế này á, làm sao biết lão chết hay chưa? Chết đá cao vậy nữa, lại thêm lão già đã già lụ cụ, kiểu gì cũng chết. Vậy ta sẽ nói là lão chết rồi nha. Ông quả là một trung thần hiếm có. Long quân sẽ phong cho ông làm quan dưới thủy tề. Nhưng trước hết, ông hãy trở lại trần gian, giúp Long quân một việc. Ta đang ở đâu? Ta chết rồi sao? Vết thương cũng khỏi rồi, hình như có người cứu ta. Còn nhắc đến Long quân cần ta làm gì đó, bộ quần áo này. Kìa, đại nhân, đó là trứng của gia đình Long quân, xin hãy cẩn thận. Ngài là? Ta là thần Kim Quy. Trời đất ghi nhận tấm lòng trung hiếu của ngài với đất nước. Long quân muốn nhờ ngài một việc. Xin thần Kim Quy chỉ dạy. Long quân đã chọn ngài và muốn ngài bảo vệ quả trứng này. Đứa con mới sinh của gia đình Long quân, hãy chăm sóc và dạy dỗ cho con của Long quân, rồi ngài sẽ được đền đáp xứng đáng. Tạ ơn thần Kim Quy cứu mạng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì thần yêu cầu, nhưng tôi chỉ là kẻ tài hèn sức mọn, sao có thể nuôi dạy được con của Long quân? Người đừng quá lo lắng. Chiếc móng rùa của ta sẽ giúp người những lúc nguy cấp.
Hoàng Nhi, con hãy chạy đường này nóc đi, cha sẽ nhử bọn chúng chạy đường kia. Xin phụ hoàng cho con nhử bọn chúng. Phụ hoàng chạy đi. Không được, con là người kế vị, con phải được an toàn. Còn ta, ta sẽ tìm đến Trần tướng quân để yêu cầu chi viện, giúp sức. Phụ hoàng, lỡ như người không chạy thoát được. Nước mất vào tay giặc, ta là vua, phải biết mạnh mẽ để đối đầu với hoàn cảnh này. Nếu ta mất vì nước thì cũng là một sự hy sinh của một người đứng đầu quốc gia. Và con, hãy nhớ rằng con là hy vọng duy nhất của đất nước này. Con phải rèn luyện và trở thành một vị vua xứng đáng. Giờ con mau chạy đi, nhanh lên. Ồ, quả trứng đẹp quá. Nhưng trông mỏng manh như vậy, lỡ như không cẩn thận thì... Cứu tôi, cứu giai. Xin cứu tôi, cứu tôi giai. Trời, hoàng tử đây mà. Hoàng tử, người có sao không? Quan đại thần, là ông thật sao? Tướng quân, nhà vua chạy hướng kia ạ. À? Tên vua dường như đang chạy chậm lại để nhử chúng ta hay sao? Ta thấy ở đây có dấu chân ngựa, có vẻ đã dừng một lúc, có thể là Thế Dương Đồng chích tay. Hoàng tử là người thật rồi. Mừng quá, may mà gặp người. Làm sao đây, bọn giặc đang truy sát chúng ta. Ta nhớ rồi, móng rùa, thần Kim Quy, một toán người ngựa đang đến, hãy giúp ta. Mau nằm xuống. Chạy mau, chạy mau. Thôi, ô kìa. Là thần đây mà, đừng sợ. Kìa, hóa ra quan đại thần có phép sao? Không phải vậy đâu hoàng tử, nhờ móng của thần Kim Quy này đây. Cấp báo tướng quân, chúng thuộc hạ đã trở về. Có tìm được gì không? Bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ đuổi theo đến gần bờ biển thì gặp một con hổ to ngán đường nên không thể đi tiếp được. Cái gì? Dạ bẩm, bọn thuộc hạ nghĩ con hổ vừa to và dữ như thế thì ai cũng phải bỏ mạng trước nó thôi. Ta không tin, ở bờ biển làm sao có hổ. Dạ bẩm, lỡ nó đi lạc đến đây thì sao ạ? Dấu chân ngựa ở ngã ba đường cho thấy con ngựa đã ở đó rất lâu. Rất có thể có người chạy vào đường đó trốn. Các người quay lại chỗ đó xem xét kỹ càng hơn cho ta. Chắc chắn phải dò la được gì đó. Bẩm tướng quân, còn con hổ? Thì ra là Long Quân cứu ngài để nhờ ngài nuôi dạy quả trứng này, giống như ngài hay dạy học cho ta, có phải không? Phải rồi. Còn hoàng tử, bệ hạ sẽ quay lại đây đón người chứ? Ta không biết nữa, chỉ mong là phụ hoàng sẽ thoát được bọn giặc. Nếu phụ hoàng tìm được đến chỗ Trần tướng quân thì... Hoàng tử đừng lo, bệ hạ phúc lớn nên sẽ không việc gì đâu. Giờ hoàng tử chịu khó ở lại đây cùng lão thần chăm sóc trứng thần này nha. Vâng, ta nghe lời ngài. Hoàng tử, việc chúng ta cần làm nhất lúc này là phải giả dạng thành dân thường, không cho ai biết về lai lịch chúng ta hết, và bảo vệ trứng thần này nữa. Dân. Vậy chúng ta hãy đổi xưng hô thành ông cháu. Thêm nữa, hoàng tử phải cùng ta làm việc như những người dân thường để tránh bại lộ. Người có hiểu không? Ta... À, cháu xin nghe lời ông. Quan... À, ông ơi, chúng ta nên đào cát lắp quả trứng lại để che giấu nó. Ông cũng nghĩ vậy. Chúng ta cùng làm nào.
Nhẹ nhẹ thôi cháu. Cháu lót thêm cỏ cho nó ấm nha ông. Ông ơi, ông ơi, xem kìa, quả trứng. Ông ơi, quả trứng đã to gấp mấy lần hôm qua rồi. Làm sao để giấu nó bây giờ hả ông? Ông cho là nó sẽ còn to ra nữa. Có lẽ ta phải làm một cái nhà. Trước mắt là như vậy đã. Bây giờ ông sẽ đào hố xung quanh cho trứng thần chìm xuống cát sâu hơn. Còn cháu hãy đi kiếm cỏ khô, cành cây về đây. Chúng ta cùng dựng nhà. Ông ơi, rồi chúng ta phải làm lại căn nhà khác sao? Có lẽ để mai xem thế nào hoàng tử à. Hôm nay chúng ta đã làm hết sức rồi. Kìa, ông lại gọi cháu là hoàng tử rồi. Chúng ta đã quyết định chỉ gọi ông cháu thôi mà. Ồ, ông xin lỗi. Ông già nên lẩm cẩm rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi. Ngươi có nghe bọn chúng nói gì không? Hoàng tử? Thì ra tên nhóc đó chính là hoàng tử. Chúng ta làm gì tiếp đây? Giết chúng chứ làm gì? Nếu không tướng quân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Giết một lão già và đứa trẻ sao? Hay chúng ta bắt chúng gì làm con tin? Tướng quân đã nói thấy là giết, không cần hỏi. Giờ không cần tù binh. Nhưng hắn nói cũng đúng. Chúng ta không thể giết một lão già và một đứa trẻ. Hay chúng ta đốt nhà chúng. Như vậy chẳng cần phải động tay. Ông ơi, chỗ này trong lành như trong rừng vậy. Phải rồi, thật lạ lùng, như một hang sâu vậy à. Ông ơi, cháu mệt quá. Đằng kia có chiếc giường. Ngày hôm nay dài quá, chúng ta lại đó nằm nghỉ vậy. Nhưng con của Long Quân trong trứng này ở đâu hả ông? Ông không biết cháu à. Ông chưa bao giờ ở trong một quả trứng thần cả. Thôi, cháu ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tính. Tiếng gì vậy ta? Cậu biết tôi là hoàng tử? Tôi là con gái của Long Quân, được ấp trong trứng đây. Tôi là Hạnh Tiên. Nhưng cậu là quả trứng mà. Thì sao? Tôi vẫn nghe được hết, biết hết. Nhưng chơi mãi trong hang cũng chán. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Oh,
cậu biết là đắp lá này? Lúc ở trong trấn, cha tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ nghe chứ chưa từng thấy tận mắt. Giờ được nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp sống động thật, quả là kỳ dị lớn lao. Sau này tôi đánh đuổi bọn ngoại xâm xong, tôi sẽ cho cậu thấy một đất nước còn đẹp hơn nữa. Cậu sẽ làm được thôi mà. Này, cậu có biết chữ không? Dạy cho tôi đi. Được thôi. Cậu học nhanh lắm. Tôi học giỏi thì có được thưởng không? Đây, tặng cậu nè. Bông hoa đẹp quá, cài lên tóc cho tôi đi. Kìa, ai thế kìa? Ông. Cha, cha nuôi, đã thức dậy rồi. Là ai vậy? Đây là Hạnh Tiên, con gái của Long Quân, nở từ trong trứng đó ông. Đúng vậy, con gái sinh ra mắt cha nuôi. Cha đã ngủ gần một năm rồi. Được rồi, được rồi, ta cũng hiểu rồi. Từ nay, ta sẽ nuôi dạy hai con, chờ cha ruột của các con đến đón, có được không? Xung quanh đây đã thay đổi nhiều quá. Ông lại thắng nữa rồi. Chúng ta chỉ mới tập chơi thôi mà. Đúng vậy, các con tiếp tục rèn luyện thì sẽ sớm giỏi hơn ta thôi. Phụ thân của cháu là một kỳ thủ tài ba, đánh cờ cũng là một cách điều khiển quân tướng. Phải điềm tĩnh, có kế hoạch, biết nhìn xa, đánh giá được đối thủ. Hoàng Nhi. Tái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế. Con hoàng của ta, con không sao rồi. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Ái khanh, thật mừng vì khanh vẫn bình an. Vâng, thưa bệ hạ, thần Kim Quy đã cứu thần và nhờ thần chăm sóc cho con gái Long Quân đây. Tình cờ thần cũng gặp hoàng tử lúc bị bọn giặc truy đuổi, nên ba người chúng thần trú ẩn ở đây từ đó cho đến nay. Thần Kim Quy à, thật thần kỳ. Sau khi quân ta thắng trận, đêm qua ta nằm mộng thấy thần Kim Quy báo rằng hoàng tử đang ở đây, nên ta lập tức đến đón. Vậy chúng ta mau trở về triều thôi. Tâu bệ hạ, con là con gái Long Quân nên chưa có lệnh của cha, con không thể đi khỏi đây. Cha con sẽ lo lắng lắm. Tâu bệ hạ, vậy thần xin được ở lại đây. Thần may nhờ ơn Long Quân cứu giúp, nên thần phải tận lực giúp ngài ấy nuôi dạy người con này. Nếu không thần thành kẻ bất nghĩa. Vả lại, thần đã có tuổi cũng không thể giúp cho bệ hạ bao lâu nữa. Thời gian qua, thần đã truyền dạy cho hoàng tử hết những gì thần biết. Bệ hạ có thể an tâm. Phụ hoàng, con có thể ở lại đây để theo học quan đại thần tiếp được không phụ hoàng? Hoàng tử, con là người kế vị duy nhất của ta. Đương nhiên ta mong con được học hỏi quan đại thần. Nhưng dù bọn giặc đã bị đẩy lùi, tàn dư của chúng vẫn rất nguy hiểm. Nếu như chúng biết con ở đây, phải chăng sẽ liên lụy đến con gái Long Quân và cả dân làng nữa? Con hiểu rồi, thưa phụ hoàng. Vậy con hãy mau từ biệt rồi chúng ta trở về kinh ngày kẻo tối. Vậy ta xin từ biệt quan đại thần ở đây. Cảm tạ ngài đã chăm sóc và dạy dỗ con thời gian qua. Tạm biệt cậu, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Đây là một mảnh vỡ từ trứng thần, tôi đã đan dây để đeo bên mình. Cậu hãy giữ lấy để nhớ đến chúng ta. Ta sẽ không quên cậu và quan đại thần đâu.
Mai này khi ta quét sạch bọn ngoại xâm, đất nước thanh bình, nhất định ta sẽ quay lại tìm hai người. Mười hai năm sau, Hạnh Tiên đã trở thành cô gái xinh đẹp, tinh thông nghề thuốc, luôn cùng với ông lão hành y cứu người, được dân làng vô cùng yêu quý, tiếng lành đồn xa. Mời cha dùng trà. Cảm ơn con. Mau ngồi xuống đánh cờ uống trà với cha đi. Sáng giờ con đã làm nhiều rồi, chẳng cho lão già này làm gì, ta sẽ buồn nhàn rỗi mất. Kìa cha, con có làm gì đâu, chỉ phơi thuốc và thổi cơm thôi mà. Ta biết. Vợ ta chỉ được phép đánh cờ, uống trà, thỉnh thoảng viết đơn thuốc. Cha đã vất vả nhiều rồi, con chỉ muốn đỡ đần cho cha thôi mà. Thần y, Hạnh Tiên, xin cứu giúp chúng tôi với. Có chuyện gì vậy? Hai người mau ngồi xuống đây. Người này bị bệnh lạ, ta chưa thấy bao giờ. Thưa ngài, bệnh này đang lây lan khắp nơi, không ai biết nó từ đâu đến. Đến nay quá nửa dân làng đã mắc bệnh rồi, xin ngài cứu chúng tôi với. Ta chỉ có thể kê thang thuốc để kìm lại sự diễn tiến căn bệnh, còn lại ta phải xuống làng xem xét thêm. Thưa cha, có thể cho con một cơ hội để giúp mọi người được không? Con có cào kiến gì sao? Cha chờ con một lát. Bác hãy uống cái này đi. Đây là thuốc sắc từ Hoa Tứ Quý, ít nhất có thể ổn định thân nhiệt, điều dưỡng cơ thể cho bác. Quả là thuốc thần, tôi đã thấy khỏe hẳn ra rồi. Quả là mạch đã ổn định hơn lúc nãy, tuy vẫn cần thêm một vài vị thuốc khác để giúp ông khỏe hoàn toàn. Xin cảm tạ hai cha con thần y. Chúng tôi xin trở về làng báo tin vui này cho mọi người biết, để đến đây chữa trị. Không cần đâu, hai bác cứ về làng đi, cha con cháu sẽ đem thuốc đến chữa trị cho mọi người. Vậy để ta đi lấy đồ đạc, chúng ta cùng xuống làng chữa bệnh. Tướng quân quả là đao pháp phi phàm. Người đang khen ta hay mỉa mai vậy? Nếu mà ta giỏi như vậy thì ta có phải bại trận trốn chui trốn nhủi như vậy hay không? Tướng quân cẩn thận, vết thương của ngài lại tái phát bây giờ. Các ngươi là lũ ăn hại, biết bao nhiêu tháng ròng cũng không do thám được gì. Thần y đó cũng chỉ là một người phàm sống sờ sờ trên mặt đất, chứ có đi trên mây đâu mà không tìm ra. Cấp bao. Tâu tướng quân, quân do thám đã tìm ra nơi ở của cha con vì thần y chữa bệnh cải tử hoàn sinh nổi tiếng khắp nơi. Có vậy chứ, chúng ta mau tới đó. Một khi ta lấy lại được sức mạnh, lo gì không lấy được giang sơn này. Nhưng thưa tướng quân, lỡ thần nghi chỉ là hư danh do người ta đồn thổi, hoặc là lỡ như bọn thần nghi không chịu quy phục chúng ta thì sao? Người nói cũng phải, nhưng chúng ta phải tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục chúng. Hoặc nếu như chúng không thuận theo thì giết đi trước khi chúng đầu quân cho triều đình, hiểu chưa? Ai? Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi, không biết. Bệ hạ giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Con đã trưởng thành, cha đã nghe các tướng quân nói. Chính con đã bắn tên, khiến tướng giặc trọng thương đúng không? Phụ hoàng quá khen, con chỉ gặp may thôi. Dù thế nào đi nữa,
thì tướng giặc cũng bị thương nặng khiến chúng phải lui binh. Nhờ thế mà quân ta chiếm ưu thế. Lâu nay con đã bận rộn rồi. Hôm nay ta đến vì muốn nhờ con một chuyện. Phụ hoàng cứ dặn dò, giúp được cho phụ hoàng là con thấy vui rồi. Ta cần con đi ban thưởng cho cha con một thần nghi ở phía nam. Người này đã giúp trị thương cho binh lính và dân chúng, góp phần hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến vừa qua. Hơn nữa, gần đây nhà họ mà bệnh dịch được đẩy lùi, không lan đến kinh thành. Thần y sao? Liệu có phải là... Con đừng đoán nữa. Cứ đến nơi rồi sẽ biết thôi. Lần này con hãy đưa họ về kinh thành cho ta gặp mặt cảm tạ. Cấp báo bệ hạ và hoàng tử, có tin mật báo rằng dân của bọn giặc đang di chuyển về bờ biển phía nam. Hình như là chúng đang lùng sục tìm kiếm hai cha con thần y nào đó. Không hay rồi. Xin cha cho nhi thần được dẫn binh lên đường ngay. Được. Chuẩn tấu. Con phải cẩn thận đó. Tạ ơn phụ hoàng. Hạnh tiên, con để mấy cây cam thảo phơi khô của cha ở đâu rồi? Con sẽ đem ra cho cha ngay. Cha! Cha ơi! Cha! Mấy người là ai? Chạy đi con! Thì ra hai cha con nhà ngươi chính là thần y người ta đồn thổi đó hay sao? Ông là ai? Tên tướng giặc kia! Ngươi đã bị thương, bị đánh cho tàn tác mà còn chưa biết khỏi đây sao? Lão già cũng biết ta sao? Vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Bây giờ các ngươi phải trị thương cho ta và phải cho ta một loại thuốc hồi phục năng lực, tăng thêm sức mạnh vô song, đánh bại quân triều đình. Không đời nào. Vậy thì lão già sẽ chết. Cứ mặc ta, cứ để ta chết. Nếu cô đành lòng để cho lão già chết, ta sẽ đưa cô xuống làng cho cô chứng kiến bọn ta tàn sát dân làng từng người một, cho tới khi cô giúp bọn ta thì thôi. Tôi được. Ta sẽ chữa trị cho ngươi. Có vậy chứ. Người đâu canh lão già? Nếu cô ta dám dùng thuốc hại ta thì giết lão cho ta. Ta thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Giờ thì ta không có đối thủ rồi. Chúc mừng tướng quân. Tên nhóc hoàng tử, các ngươi canh giữ cha con lão già này cho cẩn thận. Một mình ta có thể chấp hết bọn chúng. Ngươi đánh con, ngươi cho ta uống thứ gì vậy? Các người không được đụng đến con ta. Thương đó chỉ có tác dụng trong một lúc thôi. Tướng giặc kia, hãy đỡ. Thần Kiêu Quy, xin cứu chúng tôi với. Báo cả hành tiên ra. Hoàng tử cẩn thận. Hoàng tử nằm xuống. Con gái ta, nay con đã lớn, hãy theo ta về thủy phủ. Thưa cha, hoàng tử vì cứu con mà bị thương, xin cha cứu chàng với. Được rồi, cũng xem như ta trả ơn cho hoàng tử. Tạ ơn Long Quân đã cứu tôi, ngài lại còn tiêu diệt bọn giặc ngoại xâm, giữ đất nước yên bình. Xin nhận của tôi một lạy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các người đứng lên đi. Cứ xem như
ta đã trả ơn cho việc ngươi làm bạn cùng con ta và cứu nó khỏi bọn gian ác. Chúng ta về thôi con. Bẩm Long Quân, xin hãy khoan. Ngươi có chuyện gì mau nói đi. Tôi tuy là người phàm, nhưng thời gian lớn lên cùng hành tiên cũng đã hiểu nhau. Trong phút giây sinh tử vừa qua, tôi cảm thấy nàng là người quan trọng với cuộc đời của tôi. Chúng tôi có thể vì nhau hy sinh cho nhau. Nếu như nàng cũng đồng ý, xin Long Quân tác hợp cho chúng tôi ạ. Con gái ta, con thấy thế nào? Thưa, con gái xin nghe lời cha. Vậy được, thấy hoàng tử là người nhân nghĩa, lại trí dũng song toàn. Nay ta chấp nhận cho hai con nên duyên chồng vợ. Hãy cùng nhau sống tốt và xây dựng đất nước thanh bình, hạnh phúc. Chúng con cảm tạ Long Quân. Dân gian gọi là núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, nơi của vương quốc và vua ta, con trai cả, Chô Hi, mạnh mẽ, con trai thứ, Chim, khôn ngoan, và con trai út, Chêm, nhân hậu. Cả ba đều mỗi người một vẻ mà cha yêu quý. Cha rất yên tâm khi trao lại vương quốc cho các con. Sao phụ vương lại nói vậy? Người phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh nữa với tụi con. Phải đó, phụ vương đừng nói gỡ mà. Các con, cha đã già rồi, đó là điều không tránh khỏi. Bây giờ còn cười nói như vậy, biết đâu... Phụ vương! Phụ vương! Phụ vương! Lính đâu? Gọi ngự y! Thưa ngài, phụ vương ra sao rồi? Bẩm các hoàng tử, do tuổi tác đã cao nên nhà vua bị suy tim đột ngột. Hiện giờ sức khỏe đã rất yếu, thần cũng không thể nào làm gì hơn. Không thể như vậy được! Anh trai, ơi, bình tĩnh đi! Bình tĩnh. Ngài thật sự không còn cách nào khác sao? Thần bất tài, không đủ sức cứu chữa cho nhà vua. Vậy ngài có biết thuốc ở đâu? Hay còn ai khác có thể cứu được phụ vương không? Thật ra thần có nghe nói ở một đất nước quan tàn nọ, có nước trường sinh. Nhưng mà... Nhưng thế nào? Đường đi rất nguy hiểm. Nhiều người đã đến đó, nhưng không ai trở về. Nếu thế thì chỉ là lời đồn, làm sao biết chắc có thật hay không? Dạ thần cũng không rõ. Dù là lời đồn, em cũng xin đi tìm nước thần về cho cha. Phụ vương, người tỉnh rồi. Các con đừng quá lo lắng. Sao chúng con không lo lắng được? Thưa cha, xin hãy cho con đi tìm nước trường sinh để cứu cha. Con là hoàng tử, nếu có việc gì thì... Đúng vậy thưa cha, con là anh lớn, xin hãy để con đi. Các con... Xin cha chấp thuận cho con được đi tìm nước trường sinh. Thôi được rồi, con hãy đi cẩn thận. Cha! 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 Đi hơn nửa tháng rồi mà vẫn không tìm thấy nơi nào có nước trường sinh. Cố lên Châu ơi, nếu ta lấy được nước trường sinh về thì ta sẽ là đứa con được vua cha yêu quý nhất và sẽ được kế vị ngôi vua. Sẽ không có ai cản bước ta. Cái gì vậy? Tên kia, người dám ngáng chân của ta hả? Tại ngài tông vào tôi chứ. Ngài đi đâu mà vội vậy? Không liên quan gì tới ngươi, tránh ra. Tên lùn kia, ngươi có biết nước trường sinh ở đâu không? Nói cho ta biết ngay. Hoàng tử hãy đi về hướng núi, đi giữa những vách đá. Nhớ là luôn đi giữa những vách đá. Nhớ là luôn đi giữa những vách đá.
trời ơi, ở đâu ra một kẻ xấu xí như vậy? Nhà ngươi là ai? Có biết lâu đài có nước Trường Sinh đi hướng nào không? Ngài cũng đi tìm nước Trường Sinh sao? Vậy là ngươi đã gặp anh trai ta. Anh ấy đi hướng nào? Mau nói cho ta biết. Hoàng tử hãy đi về hướng núi, đi giữa những vách đá. Nhớ là luôn đi giữa những vách đá. Ta phải lấy được nước Trường Sinh trước anh Châu, rồi ngôi báo sẽ về tay ta. Thật là một kẻ tham lam. Ngựa ngoan chắc đã mệt rồi, ta nghỉ một lát uống nước đã nha. Nè anh ơi, có cần tôi giúp một tay không? Vâng, nhờ cậu vậy. Anh muốn đi đâu? Tôi có thể xách xô này tới đó giúp anh. Ở ngay đây thôi, cậu thật tốt bụng. Cậu ăn mặc đẹp như vậy, hắn là người quyền quý, tại sao lại vào rừng này làm gì? Cha tôi bị ốm rất nặng, nên tôi đang đi tìm nước Trường Sinh để cứu cha. Anh có biết đường đi không? Các anh tôi đã đi tìm mấy tháng nay mà chưa thấy ai trở về hết. Trông cậu tốt bụng lại khiêm tốn. Được, ta sẽ chỉ đường cho cậu. Xin cảm tạ anh. Ta là thần lùng canh giữ đường đến lâu đài có nước Trường Sinh. Bây giờ ta sẽ kể cho cậu nghe. Nhiều năm về trước, nơi đây là một đất nước hòa bình với sự trị vì của một nhà vua nhân từ. Nhà vua muôn năm, nhà vua thật nhân từ. Thần dân của ta, sau một đợt mất mùa đói kém như vừa rồi, ta hy vọng có thể giúp đỡ mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại đất nước. Dạ thưa bệ hạ, có tin báo một đợt dịch bệnh đang tràn về kinh thành. Với tình hình như hiện nay, chúng ta không thể đủ sức chống trả. Ta đã ra lệnh cho mọi người cầu nguyện một phép lạ đến với chúng ta. Nếu ơn trên ban xuống thì chúng ta mới có thể qua khỏi thời kỳ khó khăn này. Hỡi nhà vua, ta rất hài lòng về sự nhân từ của người, nên ta chấp nhận lời khẩn cầu của người. Đây là nước Trường Sinh chữa được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, hãy sử dụng cho tốt. Trời đã giúp ta rồi, người đâu? Mau đem nước này đi chữa bệnh cho dân chúng. Rồi đây, từng người ai cũng có. Đây, cảm ơn cậu. Thế là nhà vua phân phát nước Trường Sinh cho mọi người, và đất nước mau chóng thoát khỏi dịch, trở lại phồn vinh như trước cho đến khi nhà vua qua đời. Tâu bệ hạ, xin hãy cố gắng chờ người đem nước Trường Sinh đến đây. Không cần đâu, ta đã sống một đời trọn vẹn rồi. Giờ các ngươi hãy ở lại giúp các con ta cai quản đất nước này và giữ gìn nước Trường Sinh cho tốt. Tuy nhiên, khi nhà vua nhân từ mất đi, các con của ngài lại cấu kết ngoại bang tranh giành nhau đại phun nước Trường Sinh, khiến đất nước chìm trong loạn lạc liên miên. Chiến tranh kéo dài gần 100 năm cho đến khi vị tiên năm xưa quay trở lại. Các người quả là những kẻ tham lam hiếu chiến. Nay ta phán nơi này sẽ bị lãng quên. Chỉ có kẻ nào đủ sự nhân từ, lòng quả cảm và ý chí mới có thể giải lời nguyền và trị vì nơi này.
người kế vị cuối cùng của lâu đài là một công chúa cũng bị giam cầm ở đó cho đến khi có người giải thoát. Vậy làm sao tôi mới có thể lấy được nước trường sinh? Vì cậu khiêm tốn và tốt bụng nên tôi sẽ giúp cậu. Đi giữa những vách đá, đi giữa những vách đá sẽ tìm thấy lâu đài có nước trường sinh, rồi ta sẽ làm vua. Có rất nhiều người đến đây nhưng đều đi lạc, số khác thì vào được lâu đài nhưng không ai vượt qua được thử thách cuối cùng nên bị quá đá tại đó mãi mãi. Nếu tôi hoàn thành được thử thách thì có cứu được họ không? Cậu phải thoát ra trước đã. Hãy nhớ lời ta dặn. Sẵn sàng chưa? Đây có lẽ là các hoàng tử đã đến trước và bị quá đá. Quăng hai chiếc bánh này cho bọn sư tử. Đây là loại bánh kỳ diệu, có hương vị khoái khẩu của loại sư tử. Nước trường sinh trong vườn hoa. Vườn hoa ở đâu ta? Đừng! Cô không sao chứ? Không sao. Anh đến tìm nước trường sinh hả? Phải. Cha tôi bị ốm nặng nên tôi đi tìm nước trường sinh. Cô là ai? Tôi nghe thấy tiếng cô la hét. Tôi là người kế vị cuối cùng của lâu đài này. Lúc nãy con mèo của tôi suýt vô được chú chuột của tôi nên... Thật sao? Tôi tưởng cô bị giam trong lâu đài. Mình ăn chút gì đi, vì trong anh mệt lắm rồi. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Xin chia buồn cho sự mất mát của cô. Không ngờ chiến tranh đã tàn phá sự phồn vinh của lâu đài này, lại còn cướp đi cả cha cô nữa. Đúng vậy. Cha tôi bị ông nội lôi vào cuộc chiến bất đắc dĩ. Sau khi dì tiên ếm lệ quyền thì chỉ có hai mẹ con tôi và nhũ mẫu nương tựa vào nhau mà sống trong lâu đài này chờ người đến giải cứu. Nhưng mẹ tôi đã mất rồi. Nếu chúng tôi không được giải cứu trước tiếng chuông điểm 12 giờ hôm nay thì chúng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Xin công chúa đừng buồn. Tôi sẽ cố gắng đưa nước trường sinh ra khỏi lâu đài trước khi chuông điểm 12 giờ để giải thoát cho lâu đài và cho công chúa nữa. Cảm ơn ý tốt của anh. Không phải tôi lo cho mình. Tôi đã sống gần 20 năm ở đây cùng mẹ và nhũ mẫu. Tôi có thể tự lo tất cả mọi thứ. Nhưng nếu tôi chết đi thì tòa lâu đài này cùng nước trường sinh sẽ chết đi. Không ai kế vị, không còn ai biết đến nữa. Vậy thì tốt nhất là tôi nên đi tìm nước trường sinh ngay. Đây hẳn là những gì còn sót lại của nước trường sinh. Ta không thể bỏ lỡ. Ôi trời, cố lên. Xin hãy chảy thêm một chút nước nữa để cứu cha ta với.
khi chuông điểm 12 tiếng thì cậu sẽ hóa thành đá. Cảm ơn anh, chàng trai dũng cảm. Nhờ anh mà chúng tôi thoát khỏi kiếp quá đá bao nhiêu năm qua. Không có gì, tôi cũng cố gắng lấy được nước trường sinh cho cha tôi nữa. Tôi đã băng bó chân cho anh rồi, nay mai anh sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn anh. Tôi xin tặng anh thanh gươm thần này, nó sẽ giúp anh chiến thắng bất kỳ trận chiến nào. Còn đây là một chiếc bánh, ăn không bao giờ hết. Tôi xin tặng anh để đền ơn cứu mạng. Hey, mọi người không cần làm vậy đâu. Tôi đã lấy được nước trường sinh, còn mọi người được giải thoát, lâu đài cũng không còn bị lời nguyền nữa. Anh cứ nhận đi, anh rất xứng đáng. Phải đó. Vậy tôi xin nhận. Cảm ơn mọi người. Mày xem, họ thật tốt bụng. Giờ chúng ta có thể trở về nhà. Cảm ơn thần Lùng. Thật may gặp được ngài ở đây. Nhờ có ngài, tôi đã lấy được nước trường sinh rồi. Thật tốt. Cậu đã rất dũng cảm vượt qua thử thách và giải lời quyền của vị tiên với lâu đài, cũng như những người quá đá. Nhưng có vẻ như dòng nước trường sinh không còn chảy được nữa. Thật tiếc. Đừng lo, công chúa Gloria sẽ biết phải làm gì. Thì ra tên nàng là Gloria. Tôi chỉ mới gặp được nàng một chút, chưa kịp biết tên. Nếu năm sau trở lại đây thì cậu sẽ gặp lại nàng thôi. Giờ cậu trở về nhà sao? Đúng vậy, tôi phải đưa nước trường sinh này về cho cha ngay. Nhưng mà giá mà có thể tìm được hai anh trai của tôi về cùng thì tốt biết mấy. Cha tôi sẽ yên tâm hơn khi khỏe lại và thấy cả ba đứa con khỏe mạnh kề bên. Hai anh của cậu vì kiêu ngạo và tham lam nên đi lạc đường, không bao giờ có thể trở về được. Ngài biết các anh trai tôi sao? Họ ở đâu? Xin ngài hãy rủ lòng thương mà tha cho các anh tôi. Hay ngài có thể chỉ cách cho tôi cứu họ? Ta không chắc cứu họ thì tốt cho cậu đâu. Họ chẳng phải người tốt. Dù sao thì họ cũng là anh trai tôi. Tôi không thể bỏ mặc họ được. Cậu là một chàng trai tốt bụng. Tôi chúc cậu thật nhiều điều tốt lành. Ta đã giải lời nguyền cho họ. Khi gặp họ, cậu hãy gọi to tên của họ là được. Anh Châu! Anh Chim! Hả? Trời ơi! Mình đang ở đâu vậy? Các anh hãy xuống ngựa đi, rồi từ từ dắt chúng đi ngược lại. Chim! Sao em lại ở đây? Em đến tìm các anh. Chúng ta mau về nhà thôi. Trời ơi, anh tưởng không còn được gặp Châu và em nữa chứ. Chúng ta mau về thôi. Thấy chúng ta chắc cha mừng lắm. Nhưng còn nước trường sinh? Đừng lo, em đã lấy được rồi. Hả? Em đã lấy được nước trường sinh rồi sao? Ừ. Thì ra chú lấy được nước trường sinh như vậy. Chú thật là yếu ớt. Nếu là tôi thì đã thoát ra từ sớm rồi. Anh chỉ giỏi ba qua, vậy sao anh lại lạc đường đi vào vách núi? Chuyện gì vậy? Có người mai phục sao? Chạy! Cái gì thế này? Các người là ai? Anh Châu, em hết tên rồi. Không xong rồi. Các anh chạy trước đi, em sẽ ở sau hỗ trợ. Từ lúc nào mà nó giỏi như vậy chứ? Chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Em thấy phía trước có lâu đài, mau tới đó xem sao. Nguy rồi, chúng ta lọt vào giữa một cuộc chiến như thế này,
bên nào cũng tưởng ta là địch cho xem. Các anh, chúng ta mau vào thành kia thôi. Nhưng mà mau lên, chẳng còn cách nào khác đâu. Ai kia? Thần không biết ạ. Trông lạ quá, không biết từ đâu xuất hiện. Không hiểu phe ta hay phe giặc mà mạnh vậy. Để chạy về hướng này, bảo mọi người sẵn sàng tử chiến. Tuân lệnh. Ông cộng lại. Các anh, mau chạy vào thành. Hãy khoan, em trai tôi còn ngoài đó. Không được, bọn giặc sẽ tràn vào thành. Các ngươi là ai? Phá vòng dây bọn giặc rồi nhảy vào thành để làm gì? Chúng tôi là hoàng tử của vương quốc phía nam, đi qua đây có việc. Không ngờ bị kẹp giữa cuộc chiến của hai nước thế này. Tâu bệ hạ, có khi là kế của bọn giặc cài người vào do thám chúng ta. Cũng phải, hay là giết chúng đi. Khoan! Tôi sẽ cầm quân đánh đuổi giặc cho các vị. Quân giặc quá mạnh, quân đội ta liên minh ba tiểu quốc còn không đánh lại được, dựa vào một mình ngươi ư? Nếu tôi làm được thì sao? Thì ta sẽ trọng thưởng, tiễn các ngươi về tận quê nhà. Thế nếu các ngươi nói dối thì chúng ta sẽ giết tại chỗ, có được hay không? Tôi nhận lời. Các người thấy đó, chiến tranh kéo dài khiến dân tình lầm than đói khổ quá rồi. Nếu không phải ba nước chúng tôi liên minh lại thì có lẽ đã thua từ lâu. Xin ngài cho con một chút đồ ăn. Một chiếc bánh nhỏ làm sao cứu được cơn đói của họ. Xin ngài đừng lo, chiếc bánh này ăn mãi không bao giờ hết. Hãy để tôi giúp dân của ngài. Thì là nhờ bánh thần của hoàng tử Jem đây mà dân chúng hầu như đã được no nê, thưa chư vị. Thứ lỗi cho chúng tôi quá đa nghi. Các ngài biết đó, chúng tôi chỉ là tiểu quốc nhỏ, bị bọn giặc tấn công bất ngờ. Binh lính của chúng tôi cũng chỉ là nông dân không được thao luyện kỹ càng. Thành ra ba nước chúng tôi liên minh lại mà vẫn không thắng được chúng. Thật là xấu hổ. Quả là thế giặc rất mạnh, thưa chư vị. Nhưng kiếm của tôi là kiếm thần bất bại, dù thế nào cũng sẽ giúp được các chư vị đánh thắng quân giặc. Thì ra là vậy. Hèn chi mà kiếm thuật của nó cao cường như vậy, anh còn đang thắc mắc. Các hoàng tử có lẽ đã mệt sau cuộc hành trình dài. Xin hãy nghỉ ngơi ở lâu đài khiêm tốn của ta trước trận đánh ngày mai. Xin cảm ơn chư vị. Chúng thần xin cáo lui. Anh còn ăn nữa sao? Lúc nãy ở bàn ăn, anh đã ăn 3 con gà kia mà. Ăn thêm một chút trước khi ngủ thì có làm sao? Mấy ngày nay căng thẳng quá rồi. Lúc bị bỏ bùa trên núi, anh không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày. Anh không thấy lo sao? Lo cái gì? Jem, em trai chúng ta. Nó đã tìm được nước trường sinh, có kiếm thần và bánh thần. Rồi cha sẽ yêu thương nó hơn chúng ta. À, phải rồi. Cha sẽ truyền ngôi cho nó. Giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Không thể để vậy được. Từ giờ tới lúc về nhà, chúng ta phải tìm cách lấy nước trường sinh. Anh biết gì không xấu? Chiến tranh đôi khi không đoán trước được. Hả? Vậy là sao? Ngày mai. Kiếm thần, hãy giúp ta đem hòa bình về cho đất nước này. Ta không thích đánh nhau,
Nhưng để trở về nhà thì chúng ta phải thoát khỏi cuộc chiến này. Ngày mai chắc sẽ khó khăn lắm đây, nhưng ta phải chiến thắng để trở về nhà cứu cha và để gặp lại Gloria. Quân giặc đột kích, quân giặc đang vào thành. Anh đứng canh, còn em mau trộm lấy kiếm thần. Đúng, ngày mai không có kiếm thần, thằng James chắc chắn không còn có thể quay về nhà được nữa. Và chúng ta sẽ thắng trận. Anh đừng có đi, chúng ta sẽ lấy kiếm thần để mà thoát khỏi cuộc chiến này rồi về nhà. Tại sao chúng ta phải giúp bọn tiểu quốc này làm gì chứ? Được, được, anh hiểu. Bọn giặc đến, chúng ta bị tấn công giữa đêm. Mau lên anh trai, bọn giặc tấn công chúng ta giữa đêm. Suýt nữa thì... Hả? Sao? Sao trăng gì nữa, thất bại rồi. Đợi tính kế khác thôi. Tôi đánh lén. Theo hiệp ước này, các ngươi phải lập tức rút quân và không được động binh nữa. Hãy lấy danh dự của nhà vua các ngươi ra mà thề đi. Thần xin thề bằng danh dự của nhà vua của thần và tính mạng của thần, từ nay sẽ không bao giờ thần còn xâm chiếm các tiểu quốc của ba vị nữa. Nhờ có hoàng tử James mà chúng tôi đánh thắng quân giặc. Xin hoàng tử hãy ký vào hiệp ước này như là người làm chứng cho hòa bình của bốn nước chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh. Nâng ly mừng hòa bình giữa các vương quốc. Hòa bình giữa các vương quốc. Cảm ơn cậu hoàng tử James. Lòng quả cảm và tốt bụng của cậu đã cứu ba vương quốc của chúng tôi thoát khỏi cảnh binh đao loạn lạc. Ngài đừng nói vậy, ai trong tình cảnh của chúng tôi cũng sẽ làm thế thôi. Cậu đừng khiêm tốn. Với người khác có kiếm thần trong tay thì họ có thể mở đường mà thoát khỏi đây, nhưng cậu thì ở lại đánh giặc và còn giải hòa giúp chúng tôi. Rồi đây chúng tôi xây dựng lại vương quốc và sang nước các cậu để báo đáp. Chư vị không cần khách sáo đâu, các vị đã tặng anh em tôi chiếc thuyền đầy đủ tiện nghi này để trở về nhà là đủ rồi. Được rồi, các hoàng tử cứ yên tâm trở về đi, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Cuối cùng cũng được trở về nhà. Phải đó, hy vọng chúng ta không còn gặp trở ngại gì nữa. Dù có là trở ngại gì thì chúng ta cũng đương đầu, có gì mà phải sợ. Anh thì có đụng tay vào việc gì đâu. Hào Quang đã dành cả cho em út tài giỏi của chúng ta. James, nói vậy là sao hả? Chứ còn sao nữa, James đã có kiếm thần trong tay, tìm cả được nước trường sinh để cứu cha. Thế thì người kế vị hẳn phải là James chứ. Em thôi mà, các anh cứ đùa em. Anh Joe luôn bảo vệ em, còn anh James đã gọi em dậy lúc chúng ta bị tấn công còn gì. Anh đề nghị chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ tối nay. Làm gì? Để mừng anh em ta tai qua nạn khỏi, mừng cho James vừa đánh thắng trận. Cũng phải, James trước giờ có bao giờ đánh thắng anh đâu. Các anh, nâng ly với em, để em cảm ơn các anh đã đồng hành cùng em trong hành trình vừa qua. Em rất cảm động tình anh em của chúng ta, hy vọng nó sẽ luôn bền chặt. Hãy nâng ly một lần nữa nào, vì chuyến khải hoàn gian dội sắp tới khi chúng ta trở về. James, sao rồi? Ngủ say như chết rồi. Lần này em đã tính đúng đó chứ. Hay thật. Mà tại sao chúng ta cũng uống mà? Châu ơi Châu,
thật là... Em bôi thuốc ngủ sẵn vào ly của nó rồi. Tại sao em phải cho thuốc ngủ vào nước uống kia chứ? Em quá là thông minh. Vậy giờ sao? Chúng ta làm gì với nó đây? Anh phụ em một tay nào. Đây rồi. Anh làm gì vậy Châu? Anh muốn lấy cây kiếm thần của nó. Nhưng sao? Nó cứng và nặng quá, anh không nhấc lên được. Kỳ lạ, sao nặng dữ vậy? Để anh kéo lên. Em ra sau phụ anh đi. Không được rồi, bây giờ làm sao? Kệ nó đi anh ạ. Chúng ta lấy nước trường sinh cũng đủ rồi. Nhưng nó phát hiện ra thì... Nếu nó thách đấu thì làm sao chúng ta đánh lại? Hay là chúng ta quăng nó xuống biển và nói với cha rằng nó đã chết? Anh điên à? Chúng ta sẽ... Ồ, anh hiểu rồi. Giờ thì anh và em giả bộ ngủ quên y như Jem vậy. Ôi, nhức đầu quá. Sao mình không nhớ gì về hôm qua vậy? Thưa hoàng tử, đã đến đất liền rồi ạ. Anh Jim, anh Joe, chúng ta tới nhà rồi, mau dậy đi. Cái gì mà mới sáng ra? Các anh mau chuẩn bị thôi, chúng ta về tới nhà rồi. Thật sao? Đúng vậy, chúng ta sắp được gặp phụ hoàng rồi. Bái kiến phụ hoàng. Chúng con đã trở về. Chúng con đã tìm được nước trường sinh để chữa bệnh cho phụ hoàng đây. Miệng lễ các con của ta. Ta thật mừng khi thấy các con đều an toàn trở về nhà. Kìa Jem, em mau đưa nước cho phụ hoàng đi. Thưa phụ hoàng, người hãy cố gắng uống nước trường sinh này. Mặn quá. Thuốc đắng giả tật mà phụ hoàng, người uống thêm một ít nữa coi sao. Ta đau quá. Phụ quan, phụ quan. Không xong rồi, bệ hạ đang nguy kịch. James, em cho phụ quan uống nước gì vậy? Em không hiểu. Như vậy là sao? Phụ quan, người hãy uống nước này đi. Đó là... Ê, mày định làm gì hả James? Ôi trời ơi, ta như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Thật khủng khiếp. Phụ quan, người thấy thế nào? Ta thấy khá hơn rất nhiều, gần như là khỏe hẳn, không hề đau đớn chút nào. Đúng vậy. Người đâu, mau giam hoàng tử Jem vào ngục. Hắn cố ý đưa thuốc giả cho đức vua, mưu đồ ám hại. Cái gì? Anh chú, em không hề làm vậy. Hả? Còn dám làm vậy sao Jem? Thưa phụ hoàng, Jem nói lấy được nước trường sinh về, nhưng tại sao không có công hiệu? Mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Giam hắn lại đi. Không thể như vậy. Phụ hoàng, xin người hãy nghe con nói. Phụ hoàng vừa mới tỉnh lại mà em rút kiếm ra làm gì? Định làm phản sao? Hãy mau chịu trói đi. Phụ hoàng điều tra xong sẽ rộng lòng tha thứ cho em. Con hãy tạm vào ngục, chờ ta điều tra cho rõ rồi sẽ minh oan cho con. Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là nước trường sinh sao? Hai anh ấy lấy nước trường sinh ở đâu? Vào lúc nào? Ai? Hả? Anh Châu? Em trai ơi là em trai, chú em cũng thật tham lam. Chẳng lẽ chú muốn có được ngôi báu từ phụ hoàng mà gạt hai anh đi như vậy sao? Anh nói vậy là sao? Chú em mày không qua mắt được các anh đâu. Chắc không thể tin được Jem lại là người như vậy. Con cũng không ngờ con và anh Châu cũng đã cất công tìm thấy nước trường sinh. Hiện y muôn của... Tài của ta đã khang trang hơn trước. Không biết điều hoàng tử ấy có nhớ quay lại đây không nữa. Thưa công chúa, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành. Ngày mai chúng ta có thể khởi công.
Được lắm, ta muốn con đường giác vàng này phải băng qua kinh thành đến tận bì rừng. Tuân lệnh công chúa. Thưa hoàng tử xem, đức vua lệnh đưa người đi để hỏi chuyện thêm. Phụ hoàng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Mời hoàng tử. Phụ hoàng đâu? Đây đâu phải là đường về lâu đài. Bẩm hoàng tử, hôm nay bệ hạ đi săn nên cho mọi người đến hỏi chuyện. Vậy là người đang ở gần đây à? Dạ. Thưa phụ hoàng, hoàng tử Chem đã được đưa đi rồi ạ. À. Được rồi, lùi ra đi. Thưa phụ hoàng, con cũng lùi ra đi chim. Thưa phụ hoàng, ta muốn ở một mình. Dạ. Thưa hoàng tử, câu chuyện người kể là thật ư? Đúng vậy, nếu ta có thể gặp phụ hoàng giải bày thì... Người biết không, có nhiều điều ta rất muốn chỉ cho quần thần được biết. Chẳng hạn như kỹ thuật đóng tàu ở nước ngoài mà ta học được trên đường về. Anh sao vậy? Thưa hoàng tử, có phải anh đang lo cho cậu con trai làm thợ mộc không? Thưa hoàng tử, anh đừng lo. Ta đã nghe con trai anh tuy còn trẻ nhưng rất khéo tay. Cậu ta có thể học kỹ thuật đóng tàu mới và trở thành người đóng tàu chiến cho chúng ta. Phụ hoàng hạ trại cách đây có xa không? Hy vọng hai anh trai của ta sẽ không cản trở. Nhà ngươi! Xin hoàng tử thứ lỗi. Thưa bệ hạ. Thế nào? Thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Thưa bệ hạ. Được rồi, ngươi hãy lui ra. Ê, tên kia, lại đây ta hỏi. Dạ hoàng tử Dô. Có phải ngươi là người được lệnh xử Jem, em trai ta không? Nó đâu? Thưa các hoàng tử, hoàng tử Jem đã chết trong rừng. Tốt lắm, quả là tốt lắm. Vậy là hết. Xin hoàng tử thứ lỗi. Ngươi định làm gì? Hoàng tử Jem, ngài phải chịu chết thôi. Đó là lệnh của đức vua. Không thể như vậy. Phụ hoàng sao không nghe ta giải thích mà đã đòi giết ta? Các anh của người đã đưa ra các bằng chứng, nói người là kẻ phản nghịch, muốn giết cha và các anh để chiếm ngôi báo. Vô lý, bằng chứng đó là giả. Xin lỗi hoàng tử, tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi tin ngài, nhưng tôi không thể làm trái ý đức vua. Vậy xin ngài hãy giết tôi đi, rồi ngài sẽ được tự do mà tôi không phải khó xử. Vậy hãy giết ta đi. Ngài nói sao? Ta không thể giết ngươi, cũng không thể chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Vậy ngươi hãy giết ta và nói với phụ hoàng rằng ta tự nguyện chết để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Hoàng tử, hoàng tử ơi, tôi không thể làm như vậy khi đã biết rõ trắng đen. Nếu nhà vua biết chuyện này thì người cũng sẽ hối tiếc khi đã giết hoàng tử. Lúc này các anh trai ta đang chi phối quyền hành, một mình ta không thể chống lại. Chúng ta phải làm sao đây? Hoàng tử, tôi đã có cách. Đây là kiếm và bánh thần của ngài. Giờ ngài hãy tạm lánh trong rừng, còn tôi sẽ bấm báo như ngài đã chết. Chúng ta sẽ chờ cơ hội minh oan cho ngài. Ngươi làm ta nhớ đến con mèo của Gloria. Con mèo của Gloria. Phải rồi. Thời hạn một năm sắp hết rồi, ta phải nhanh chóng đi gặp Gloria. Nhưng mà đi bộ thì không kịp mất. Giá mà có một con ngựa, bây giờ tôi biết kiếm ngựa ở đâu. Ôi, chú mày có vẻ tốt bụng khi giới thiệu bạn ngựa đây, nhưng mà nó nhỏ như vậy làm sao ta cưỡi? Thì ra tụi mày đều thích bánh hả? Nè, ta cứ nghỉ mệt trước đã, ngày mai sẽ tính cách.
Kìa phụ quan, người phải ăn chút gì đi chứ, người đã ủ rũ suốt cả tháng rồi. Ta không muốn ăn. Thưa phụ quan, chúng con đã vất vả tìm được nước trường sinh cho người khỏi bệnh. Người không ăn uống gì, nếu trở bệnh lại thì sao? Anh Châu, nếu lần này cha bệnh thì ai tìm được nước trường sinh nữa hả? Em tự mà đi, anh sẽ không đi vào cái. Anh Châu, em trai các con đã chết, dù ta bắt buộc phải ra lệnh, nhưng làm sao ta vui cho được? Chỉ vì ngồi bảo mà đứa con hiền lành của ta lại ra tâm địa xấu xa như vậy. Bây giờ hai con còn cãi cọ nữa. Phụ quan, chúng con xin lỗi. Các con cứ như vậy, sau này ta mất đi thì anh em lại gây chiến nữa đúng không? Để cho bọn ngoại bang có cơ hội nhảy vào. Tâu Đức Vua và các hoàng tử, có thư của sứ giả nước ngoài. Có chuyện gì vậy phụ quan? Sẽ có một đoàn sứ giả nước ngoài đến nước ta. Thế thì có gì lạ đâu ạ? Lạ là cả ba vua của ba nước ấy sẽ đích thân đến đây thăm đất nước chúng ta. Cái gì? Thưa phụ quan, họ không nói rõ mục đích tới thăm chúng ta sao? Chỉ nói là với mục đích ngoại giao thăm viếng thông thường. Nhưng tại sao không phải sứ giả mà lại đích thân nhà vua tới, cả ba người một lúc? Đó cũng là điều làm ta băn khoăn đây. Ba vua của các nước tiểu quốc phương Bắc xin bảy kiến. Xin chào các vị vua của ba tiểu quốc phương Bắc đến cung điện nhỏ bé của tôi. Hãy xem như đây là nhà. Chào đức vua cao quý. Chúng tôi thật hân hạnh khi được ngài đón chào tại xứ sở phương Nam này, dù chuyến thăm của chúng tôi hơi đường đột. Quả có vậy. Không biết sao nước tôi lại có hân hạnh được chư vị ghé thăm. Thưa bệ hạ, chúng tôi đích thân đường xa đến quý quốc là để đền ơn hậu tạ hoàng tử Gem đã giúp đỡ chúng tôi. Hả? Ngài nói sao? Gem? Các ngươi nhất quyết đi theo ta sao? Đường rất xa và rất mệt đó. Ta phải đi bộ tới lâu đài công chúa Gloria và... Hình như ta lạc đường rồi. Có thật như vậy không? Xem con trai ta đã đánh thắng quân giặc cho ba nước các vị sao? Đúng vậy, cậu ấy đã có thể dẹp đường để về nhà, nhưng cậu ta tình nguyện ở lại giúp chúng tôi. Có hai hoàng tử anh trai của cậu ấy làm chứng, họ đều có mặt ở đó mà. Sao con nói các con chỉ tình cờ gặp nhau trên bờ biển? Con nói với cha, chính con là người đánh giặc giúp họ. Giờ cậu ấy ở đâu? Xin cho chúng tôi được gặp để tỏ lòng biết ơn. Ta phải chăng con ta bị quan? Chúng tôi đem đến đây rất nhiều đồ quý giá để hậu tạ hoàng tử Gem. Xin ngài và hoàng tử hãy nhận. Ta xin lỗi các vị. Ta hoàng tử Gem con ta. Ta đã... Tâu Đức Vua, xin cho thần được nói. Hoàng tử Gem hiện đang ở trong rừng sâu. Người nói sao? Thưa thần, thần tội đáng chết. Thần đã cãi lệnh của Đức Vua. Vậy là sao? Ta đã hiểu hết rồi. Thật đáng thương cho Gem con của ta. Joe, Chip, các con trả lời sao đây hả? Chúng đâu rồi? Chim hại mình rồi, chưa kịp kế gì thì đã. Thật xui xẻo, chưa gì mà ba nước đó đã tới. Nhưng ta không thể để mất tất cả được. Thế nào, có tìm được Gem không? Dạ thưa, chưa ạ. Chúng thần đang tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Nhưng... Vậy còn Joe và Jim đâu? Có tin cho biết hai hoàng tử đã rời khỏi Dương quốc rồi, thưa Đức Vua.
Tốt hơn là chúng nên đi đâu đó mà ăn năn cho những việc chúng đã gây ra cho cha và em trai của chúng. Người mau đưa thông báo này đi khắp nơi, rằng ta đã xá miễn mọi tội lỗi của hoàng tử xem, và ta đang mong mỏi nó trở về. Thần tuân lệnh. Xem, mong con dân bình an và tha thứ cho ta. Không ngờ vương quốc của công chúa Gloria còn giàu có hơn nước mình. Nhất định mình phải cưới được công chúa mới được. Không được, nếu ta phi ngựa trên đường này thì hỏng hết. Cô công chúa này thật phí phạm. Hay cô ta muốn thử lòng những kẻ đến cầu hôn? Lẽ nào còn điều gì mà Jem chưa nói cho ta biết sao? Anh tưởng có mình anh biết đi bên lề đường thôi sao? Thì ra anh cũng đến đây cầu hôn Gloria sao? Hãy bỏ ý định đó đi. Ta là anh lớn, ta sẽ lấy Gloria và trị vì vương quốc giàu có này. Còn em thì sao hả anh Châu? Nên nhớ, nếu không có em thì chúng ta chẳng loại được thằng Jem đâu. Nhờ có chú mày mà chúng ta phải trốn chui trốn lũi như thế này. Đi khỏi vương quốc ngay cả làm hoàng tử cũng không được nữa. Thế thì em phải chiếm lấy Gloria trước anh thôi. Phi ngựa bên lề đường. Thưa công chúa, có hai người đều xưng là hoàng tử Jem đến để cầu hôn người. Vậy ư? Để xem sao. Không biết ta đã đi bao lâu rồi, không biết Gloria thế nào rồi. Ước gì ta có thể tới đó nhanh hơn. Ta hiểu ý tốt của ngươi, nhưng mà thỏ à, chú ngựa bé quá, ước gì nó to hơn để ta cưỡi. Không thể tin được thỏ ơi. Mày giỏi lắm. Giờ chúng ta đến lâu đài công chúa Gloria thôi nào. Đi. Chà. Chà. Anh ghét mùi sắp thư viện. Bụi không à. Công chúa Gia Lâm. Cái quái gì thế này? Cô ta định đùa mình sao? Đi đi, bọn lắm lòng đóng đảnh. Hoàng tử Jem không nhớ con mèo của em sao? Ồ, nhớ chứ. Chú mèo trắng đáng yêu làm sao. Im đi. Dạ, thứ lỗi đã để các hoàng tử đợi lâu. Không hề gì, thưa công chúa Gloria. Không thể tin được một công chúa lại xấu xí như vậy. Cô ta mà không là công chúa thì đừng hòng ta lấy cô ta. Sao chàng biết tên em là Gloria? Thần lùng đã nói cho ta nghe. Nhưng có đến hai hoàng tử nhận là Jem, em biết phải làm sao? Anh ta là Châu, anh trai của anh. Vì anh đã kể tất cả cho anh ta nên anh ta tham lam đến đây để... Coi kìa, không phải là em đã nghe câu chuyện đó từ anh rồi chạy tới đây nhận làm Jem hả? Thôi nào các hoàng tử, ai cũng nhận mình là Jem. Nhưng người đã đến đây lấy nước trường sinh và giải lời nguyền cho lâu đài chỉ có một. Hai người phải có bằng chứng gì chứ? Thì ta đã vượt qua hai con sư tử trắng. Và ta gặp nàng, nàng hứa sẽ trao vương quốc cho ta nếu ta quay lại sau một năm. Một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng ấn tượng. Đến nỗi ta chỉ mong gặp lại nàng và kết hôn với nàng ngay. Ấn tượng thế mà chàng quên cả khuôn mặt ta rồi ư? Như vậy là sao? Đây là bài kiểm tra. Tự giới thiệu với hai người, ta mới là công chúa Gloria thật đây. Sau một năm dài nên ta đã... ấn tượng phai nhạt đi một chút. Còn ta vẫn nhớ như in khuôn mặt của hoàng tử đã đến đây giải lời nguyền. Qua một năm mà ta đã hơi mập ra một chút thôi. Nàng không nhận ra cũng phải. Và trên tay hoàng tử ấy còn vết sẹo bị con sư tử cào trúng nữa. Ta đúng rồi. Ngay từ khi hai người phi ngựa bên lề con đường giác vàng,
thì ta đã biết các người không phải là người ta chờ đợi. Người mà ta chờ đợi sẽ chạy thật nhanh đến chỗ ta mà không màng đến của cải châu báu. Các người hãy giữ tự trọng mà ra về đi. Người đâu? Tiễn khách. Chúng ta đã đến rồi. Phi nhanh vào, chú ngựa tài giỏi. Ai cho ngươi chạy giữa con đường vắt vàng vậy hả? À, ta không ngờ, không để ý. Thật xin lỗi, nhưng con ngựa của ta rất giỏi và đâu làm hư hại gì. Cãi nữa hả? Ta sẽ giải ngươi vào cho công chúa trị tội. Mèo trắng bé nhỏ, ngươi thế nào rồi? Không còn bắt chuột của công chúa nữa chứ? Lâu đài thay đổi thật nhiều. Gloria thật giỏi. Công chúa Gia Lâm. Công chúa Gloria, tôi là James. Xin thứ tội vì tôi đã làm hỏng con đường dắt vàng của nàng. Chàng không phải là hoàng tử sao? Trước đây thôi, giờ ta không còn là hoàng tử nữa. Sao chàng lại đỡ làm hỏng con đường nguy nga của ta? Vì có lẽ là ta không để ý. Sau một năm dài xa cách, ta chỉ mong được trở lại gặp nàng. Dù rằng giờ đây ta không còn là hoàng tử nữa, nhưng được gặp lại nàng một lần thôi cũng đủ rồi. Hãy đưa tay chàng ra cho ta xem. Đúng là chàng rồi, hoàng tử James. Đã có nhiều người tới đây mạo nhận chàng. Thật may là em đã chờ được chàng. Vậy chàng hãy dừng lại vương miện để cai quản đất nước này như một sự đền bù cho vết thương. Giờ ta không còn là hoàng tử, ta nghĩ ta không còn xứng với danh vị đó nữa. Nàng đang làm rất tốt rồi. Ta chỉ thăm nàng một chút, ngày mai sẽ ra đi. Không có gì là không xứng cả. Nếu chàng không giận thì trên thế gian này chẳng ai xứng đáng hơn. Vậy em sẽ đóng cửa lâu đài, mặc cho nó đổ nát và đi khỏi đây cùng chàng. Công chúa Gloria, nếu nàng muốn vậy, ta xin nhận lấy trách nhiệm trị vì vương quốc này. Chỉ khi nàng nhận lời làm hoàng hậu của ta, có được không? Em đồng ý. Chàng sẽ đưa em về ra mắt cha của chàng chứ? Ta rất muốn, nhưng phụ hoàng đang hiểu lầm ta và... Nhưng người hầu của em đã báo cha chàng đã ân xá và mong chàng trở về. Thật sao? Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Con hãy tha lỗi cho cha. Trên, ta hối hận vì đã quá vội vàng, không suy xét kỹ mà nghe lời chim và chô, khiến con phải đau khổ. Phụ hoàng đừng nói vậy. Bây giờ con đã không sao nữa rồi. Con hiểu phụ hoàng. Con cũng hiểu cho hai anh con vì tham lam mà mù quáng. Con sẽ không trách họ đâu. Con đúng là nhân hậu. Đúng là xem mà ta vẫn luôn biết. Hai anh con đã bỏ đi rồi, chúng cần một bài học để có thể sống tốt hơn. Hoàng tử James, cậu thật sự rất xứng đáng trị vì cả hai vương quốc. Liên minh giữa năm nước chúng ta làm ta thật yên tâm. Còn tôi thì thấy chưa đủ đâu. Rõ ràng là vậy, chúng tôi muốn được tham dự đám cưới của hoàng tử James và công chúa Gloria. Joe, Jim, tại anh mà tôi mất cả vương quốc. Tại em mà tôi mất cả vương quốc. Tại anh mà tôi không lấy được Gloria. Tại em mà tôi không lấy được Gloria. Nếu anh không xen vào thì tôi đâu có bại lộ. Còn nói nữa hả? Cái đồ xảo trá. Tại anh đó. Tại anh. Tại mày á. Tại mày chứ ai. Tại anh. Tại anh. Mày hết. Thế là hoàng tử James và công chúa Gloria kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau cùng vua cha. Họ giữ hòa bình với các nước láng giềng và trị vì đất nước hùng mạnh. Còn hai người anh của hoàng tử thì bỏ đi biệt xứ. Ngày xưa, ngày xưa, vua Hùng thứ 18 có cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Mỹ Nương. Nhà vua đã già yếu nhưng thương dân như con, nên cả hai cha con thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ người dân.
bẩm bệ hạ thứ tội, thần làm kinh động đến người. Công chúa đang giả làm cung nữ định trốn ra ngoài. Thưa cha, trời sắp nổi bão rồi, con muốn đến giúp người dân và lạc hầu. Con gái của ta. Thưa cha, con không muốn kinh động đến người, con chỉ muốn đi giúp dân khi họ đang khốn khó. Cha biết, cha biết. Nhưng con cũng là một công chúa lá ngọc cành vàng, an nguy của con cũng là bộ mặt quốc gia. Lần này con phải nghe lời của dụ mẫu, cha phải thức chờ tin của các lạc hầu, lạc tướng. Không hiểu các vị thần đang làm gì mà lại để bão nổi lên đe dọa dân lành như vậy. Đừng để bay xoáy cho ta, đảo chiều về hướng bắc xem nào. Quỷ thần, ngươi đang gây rối đến đời sống nhân lành đó. Im đi, ta đang thử nghiệm kiểu bay mới. Thử nghiệm sức gió bão, phải đến đấy dừng ở ngoài biển cả phía đông. Ai cho ngươi lên không trung làm loạn? Việc làm gió bão là việc của ta, hay ngươi đang ganh tị với tài ba của ta? Không được làm tổn hại đến đời sống của dân lành. Dừng lại, nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ... Sẽ nói tiếp cho khàn hơi phải không? Ngươi chỉ biết lắm lời, có giỏi thì lên đi. Tên thủy tinh thật là giỏi gây họa, ta phải xuống giúp họ một tay. Thôi cứ nhìn đó đi. Ta biết ngươi không thích biến hình, nhưng nếu con người nhìn thấy hình dáng thực sự của chúng ta thì họ sẽ chết khiếp mất. Ta quạt lắm. Bái kiến công chúa. Người đi đâu vậy? Ở đây hỗn loạn lắm. Ta đến đây để giúp mọi người. Trời ơi, công chúa, người không sao chứ? Còn nhí nữa, sao con lại chạy vào căn nhà đáng đổ vậy hả? Con tìm bùa bình an của mẹ cho con, nó nằm ở trong đó. Con thật là, tại sao lại liều mạng như vậy? Ta đã mất con trai và con dâu, ta không muốn mất luôn đứa cháu nội đáng yêu của ta. Mọi người không sao là tốt rồi. Cảm ơn trang sĩ đã ra tay cứu cháu tôi và công chúa Mỹ Nương. Đa tạ trang sĩ. Đó là vinh hạnh của ta, công chúa và bé nhí không sao là tốt rồi. Con nín khóc đi, có bị đau ở đâu không? Không bị thương ở đâu là tốt rồi. Xem ta có gì này. Đây là mèo của chú, tên là Tiểu Hổ. Nó thích được gãi đầu như vậy nè. May mà có tráng sĩ, hình như chàng không phải là người dùng này. Đúng vậy, tôi tên Sơn, hay ở trên núi. Cơn bão hôm qua to quá, nên tôi xuống xem mọi người có cần giúp gì không. Vậy thì tốt quá, thêm người thì bớt việc. Nhờ tráng sĩ qua đây phụ dựng lại mấy cái cột nhà.
Như vậy cũng tạm rồi, ta về cung thôi, mai làm tiếp. Kìa người đẹp, giữa những ngọn sóng nàng làm gì ở đây? Ngươi là ai? Nè, cô gái xinh đẹp, ta là người đàn ông tài giỏi, trai tài gái sắc một đôi. Nàng có muốn đi dạo thủy cung với ta không? Hỗn xược, đừng có lại gần ta. Ngươi dám mắng ta, ta là thủy thần, ta tha tội chết, nhưng sẽ bắt ngươi về hầu hạ ta. Tên kia, mau bỏ công chúa ra. Ngươi đang hỗn loạn với công chúa con của Hùng Dương, vua ở đất này đó. Hãy tha thứ cho thủy thần si tình ngốc nghếch này. Nàng hãy dẹp tên người rừng này đi, ta sẽ đưa nàng đi ngắm đại dương bao la huyền ảo. Không cần phải xin lỗi, người hãy mau đi đi. Cảm ơn tráng sĩ đã đến kịp lúc. Nhưng vậy có nghĩa là sao? Hắn là thần biển thật sao? Hắn tự xưng là thần biển, ta thấy hắn không xứng. Nhưng thôi, ta chỉ mong công chúa bảo trọng. Trời đã tối rồi, để ta đưa công chúa về cung. Tạ tráng sĩ, ta có thể tự về. Công chúa, hôm nay người lại lân la đến mấy làng bị thiên tai nữa đúng không? Nhũ mẫu biết không, họ đang rất khó khăn cực khổ đó, nên con không thể bỏ mặc họ. Nhưng người là công chúa, theo đúng lễ nghi thì người phải đến điện thờ để cầu nguyện cho dân chúng. Sao người có thể đi lung tung nói chuyện với các quan và thường dân cả nam lẫn nữ được? Ta vẫn đến điện thờ cầu nguyện đó thôi, nhưng phải ra tay giúp người thì mới là thiết thực. Giả lại dân thường thì sao chứ, họ có khi còn giỏi hơn khối Dương tôn công tử nữa. Vậy là công chúa đã gặp người hơn cả Dương tôn công tử hả? Làm gì có. Người nên nhớ, người là công chúa thì phải lấy hoàng tử, vì đó còn là trách nhiệm với sự bình an của đất nước. Con biết rồi, nhiệm vụ này vua cha cũng đã nói, nhưng mà ít nhất thì hôn nhân cũng phải mang đến hạnh phúc, bình an mới đáng cho con hy sinh chứ. Công chúa thật biết nghĩ á. Hôm nay có một người thật sự vững chãi, giúp được người dân mà còn cứu cả mạng sống của con nữa. Nhưng sao chàng ấy lại sống một mình trên núi chứ? Xin kính chào Hùng Dương. Thần là sứ giả của đại quốc, xin được kính chúc Hùng Dương thọ tỷ Nam Sơn. Kính chúc cho ban giao giữa hai nước chúng ta càng thêm khăng khít. Sứ giả miệng lễ. Chẳng hay ngay từ xa quả tốc đến đây là vì sự việc cấp bách gì khiến chúng tôi không kịp đón tiếp chu đáo hơn? Bẩm Hùng Dương, quả là tôi có hơi đường đột, nhưng vì tin vui không thể chậm trễ nên tôi dâng lệnh đi ngay. Tin vui à? Là tin gì vậy? Vua Tây Âu của chúng tôi văn võ song toàn, vốn đã nghe danh công chúa là cốt tiên, nhan sắc phi phàm, nên muốn xin cưới công chúa để kết tình thông gia. Chẳng phải vua Tây Âu đã có hoàng hậu rồi sao? Xin ngài gửi lời cảm tạ của ta đến vua của đại quốc. Nhưng ta đã già, là chỉ có một mụn con gái này. Nếu gả nó đi đến đại quốc của ngài, ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nó. Nghĩa là ngài không đồng ý. Thưa Hùng Dương, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu từ chối, ta e sẽ không hay cho hòa bình của cả đôi bên. Ta đã quyết. Có lẽ ngài đi đường đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi. Đây là một sự sỉ nhục với đất nước ta. Ta sẽ gửi tặng cho vua nước ngài một số món quà quý giá. Coi như không uổng ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Được, được. Vua ta cũng đã dặn. Nếu vậy thì từ nay lễ vật cống nạp sẽ tăng lên gấp 3 nếu ngài từ chối mối lương duyên này. Gấp 3? Thật quá đáng. Ta nghĩ là mình đã yêu công chúa
Nàng không những có một nhan sắc phi phàm mà còn có một trái tim nhân hậu, luôn gần gũi giúp đỡ mọi người. Thật là một công chúa hiếm có. Nàng mạnh mẽ đối đầu với Thủy Tinh nhưng lại dịu dàng với ta. Ta muốn hát một bài. Ôi, Mị Nương. Mị Nương ơi, nàng là hoa tỏa hương thơm đẹp nhất đời. Tình Sơn Thần lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi ta. Chủ nhân ơi, ngài phải kiên trì. Đúng, ta phải tìm cách cưới được nàng thần Linh Trang. Thần được biết, vua Tây Âu rất già nua và xấu xí. Hơn nữa, ông ta cũng đã có hoàng hậu rồi. Hỏi cưới công chúa là lẽ gì? Nên trẫm mới từ chối thẳng mặt như vậy. Việc ấy chẳng khác gì đưa công chúa đi làm con tin nơi đại quốc. Nhưng việc chúng ta đối đầu trực tiếp với đại quốc quả là mạo hiểm thưa bệ hạ. Đúng vậy, vì bọn họ sẽ triển khai quân ngay khi tên sứ giả về nước báo tin ta từ hôn. Nên chúng ta phải có đối sách ngay. Bẩm bệ hạ, theo thần thì chúng ta phải mau chóng cầu thân với một nước khác. Ở nước láng giềng của chàng hoàng tử Khôi Ngô, ta nghĩ kết thông gia sẽ vẹn đôi bề, vừa cho con gái ta tìm được nơi xứng đáng, vừa khiến đại quốc muốn động binh cũng phải dè chừng. Thưa cha, như vậy cũng là gả bán con rồi. Thế thì khác gì việc gả đi đại quốc. Con gái, việc cầu thân có lợi cho nước nhà. Chẳng phải con luôn lo cho sự an nguy của bá tánh hay sao? Nếu ta không liên minh thì sớm muộn cũng không cản nổi họ thôn tính chúng ta khi ta suy yếu. Cha, nhưng con không thể lấy một người xa lạ. Con ơi, cha đã già yếu, một mình con không thể gánh vác cả quốc gia này. Trước sau con cũng phải lấy chồng, thì hãy lấy một hoàng tử xứng đáng. Nhưng con không phục. Hãy cho con lấy một người tài giỏi trong nước. Một tướng giỏi sẽ giúp dân chúng ấm no, lãnh đạo binh lính bảo vệ hòa bình. Mị Nương, con... Bởi vua lạ mình, chủ nhân chẳng quá phép ta là thẳng cung điện cho rồi. Ở giữa rừng vậy, lấy đâu ra tin tức của nội cung mà bẩm báo chứ? Ngươi có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của công chúa. Con ngựa của công chúa đây mà. Chắc là công chúa gặp nạn rồi. Mau chạy đến phía đó của công chúa. Con gái, đừng sợ, đừng sợ. Vua cha đi theo con làm gì? Con muốn được ở một mình. Trẫm chỉ có mình con, đến chiều con quá đến hư mất rồi. Cha cứ để mặc con. Tay bị trầy, còn chân bị trật nữa. Con là lá ngọc cành vàng, con đau làm cha cũng xót lắm, con có biết không? Con xin lỗi, đã làm vua cha lo lắng. Con đã suy nghĩ về những lời của cha và Lạc Hầu đã nói. Con chấp nhận trách nhiệm của một công chúa. Xin cha mở hội kén rể, cho con được chọn người xứng đáng. Được, đúng là chỉ có con gái ta mới nghĩ được như vậy. Ta ra lệnh loan tin này đi khắp nơi, bất kể là đồng bằng hay vùng biển, trong nước hay ngoài nước, đều có thể tham gia kén rể, trình diễn tài năng. Người giỏi nhất sẽ được công chúa chọn làm chồng. Chủ nhân, có tin nóng hổi. Tin gì? Nói nhanh lên. Vua Hùng vừa loan tin kén rể khắp đồng bằng, miền núi, biển sâu, là nơi đây đều có thể đến thi thố tài năng để nhà vua
kén phò mã. Nhà vua kén rể thì càng chi đến ta. Ủa, cái gì? Vua Hùng là cha đẻ của người con gái trong mộng Mỹ Nương phải không? Dạ, công chúa Mỹ Nương là con gái vua Hùng đó. Ta phải luyện tập võ nghệ và thần thông để tỷ thí, ta nhất định cưới được nàng. Vâng, thưa chủ nhân, nhưng ngài cũng đừng quên sẽ có sơn thần cùng tham dự. Ta không sợ hắn, hắn có gì hơn ta, chỉ toàn là đá núi. Ta nhất định thắng, không để cho tên thần núi đó thỏa ý đâu. Tâu bệ hạ, có một vạn người kỳ lạ đến xin cầu hôn. Bái kiến Hùng Dương, đến từ Trừng Già phương Nam quyền bí, thân của Thảo Mộc và Muôn Thú. Tôi là Sơn Thần Sơn Tinh, xin được ra mắt nhà vua và dâng một chút lễ vật xin phép cầu hôn con gái của ngài. Miễn lễ, ngài là Sơn Thần à? Dạ, đúng vậy. Thì ra, ngài chính là Tráng Sĩ, đã hai lần cứu ta thoát nạn ở làng chài ven biển. Thần xin bái kiến Hùng Dương và công chúa Mỹ Nương xinh đẹp. Ta cai quản biển khơi, đem đến cho dân ngài những sản vật biển. Ta đến đây để tỷ thí cầu hôn công chúa Mỹ Nương. Thưa Sơn Thần và Thủy Thần, thật là vinh dự cho ta và đất nước của ta khi được cả hai chúa tể của rừng thẳm và biển sâu đến hỏi cưới con gái ta làm vợ. Ta thật bối rối. Ngài không cần phân vân, của cải trù phú của ta ngài đã thấy, hãy xem ta thi triển tài năng phép thuật đi. Chuyện phép thuật đổ tài cho công chúa thấy, ai cho ngươi xen vào? Thủy Thần, Sơn Thần, ta đã thấy đủ phép thuật rồi, xin dừng tay để ta có sự phán quyết. Hai người quả thực đều rất tài giỏi, nhưng ta chỉ có một người con gái. Hãy cho ta một canh giờ để bàn bạc với các quan, cho các vị một câu trả lời thích đáng. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa bịt mắt bốc thăm? Ta không đồng ý. Hạnh phúc cả đời của ta không thể dựa vào may rủi được. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa tung túc cầu, ai bắt được thì sẽ... Nếu vậy, chúng ta nên làm từ đầu, cần gì phải cho họ thi thố tài năng nữa chứ? Ta nghĩ như vậy. Cưới, đằng nào con gái ta cũng phải chọn một chàng rể, vậy thì phải có sính lễ cho nhà gái. Ta quyết định bọn họ sẽ đem sính lễ đến xin trước dâu, ai mang sính lễ đến trước thì lấy được con gái ta. Thưa cha, con muốn đề nghị phải đưa ra điều kiện lễ vật. Dù sao con cũng là công chúa của một nước, không thể để họ muốn đem cái gì đến để lấy con cũng được. Con nói cũng phải, vậy con muốn lễ vật là gì? Thưa cha, con đã nghĩ ra những lễ vật để thử thách họ. Con sẽ kết hôn với sính lễ là 100 giảm cơm liếp, 200 tịch bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao,
là lễ vật ta thử thách hai vị thần. Sáng ngày mai, ai đem đủ xính lễ đến trước thì sẽ được rước dâu về. Ý ta đã quyết, hai người thấy thế nào? Tôi đồng ý thưa Hùng Dương. Còn thủy thần, người thấy sao? Chẳng lẽ thần biển cả tối thượng lại không đủ quyền phép tìm ra những lễ vật đó hay sao? Được, ta đồng ý. Xin được hẹn ngài ngày mai. Xin được hẹn ngài ngày mai. Ngươi chính hồng mau. Đúng là thiên vị. Những thứ đó đều sống ở trên cạn, trong địa bàn của Sơn Tinh. Rõ ràng là muốn làm ta bẻ mặt mà. Chủ nhân ơi, đừng cứ giận mà. Ngài thần thông quảng đại, ngài sẽ tìm thấy bất cứ lễ vật nào. Chúng ta đâu phải đã hết cách. Nhưng mà tên Sơn Tinh sẽ tìm thấy trước ta. Trong chuyện lễ vật này nhất định có sự thiên vị của công chúa. Nếu họ đã thiên vị nhau vì tình riêng như vậy, thì sao chúng ta không làm gì đó để chắc chắn Sơn Tinh thua cuộc? Phải rồi, ta không nghĩ ra. Vậy ngươi hãy lo liệu chuyện đó, còn ta thì lo sính lễ cho ngày mai. Tuân lệnh chủ nhân. Quá chủ quan, không đề phòng bọn tùy tùng của thủy tinh chơi xấu. Nếu giờ làm lại thì không kịp đủ số lượng lễ vật. Nồi niêu cũng đã thủng hết rồi. Ta phải làm sao đây? Các người chậm chạp quá. Mau chân lẹ tay lên. Muốn ta thua tên người rừng Sơn Tinh đó chứ gì? Chủ nhân, xin hãy bớt giận. Thần đã làm tròn nhiệm vụ. Sơn Tinh ít nhất phải mất một ngày mới có thể hoàn tất thử thách này. Phần thắng về tay ngài là chắc rồi. Được lắm. Người đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Mau giúp ta chuẩn bị lễ vật, kẻo không kịp. Đi đâu đây? Con muốn hái hoa quỳnh làm trà cho ông nội. Con còn nhỏ, giờ này phải đi ngủ sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đà tạ Sơn Thần đã cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của thủy tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin Sơn Thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi. Tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng Thủy Thần đã chơi xấu Sơn Thần. Liệu khi công chúa lấy một người như vậy, sau này người ấy sẽ là vua của đất này? Một vị vua dối trá như vậy, liệu mọi người có thể còn được sống ấm no hay không? Đúng rồi. Từ trước đến nay, Sơn Thần đều lo lắng giúp đỡ cho mọi người. Nếu chúng ta góp mỗi người một tay để giúp Sơn Thần trở thành trẻ hiền của vua Hùng, thành đồng minh đắc lực cho nước ta, chẳng phải chúng ta sẽ được hưởng thái bình lâu hơn à? Con sẽ giúp Sơn Thần
vì sơn thần đã cứu con. Thưa ngài Lạc Hầu, lời của người nói rất chí lý. Không lẽ người lớn chúng tôi lại không hiểu chuyện bằng một đứa bé con sao? Chúng tôi xin trợ giúp sơn thần. Giúp đỡ sơn thần. Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm voi, gà và ngựa quý, kẻo không kịp. Công chúa ơi, người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được. Cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta. Chết rồi, mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa thủy thần tôn kính, ngài thấy đó, sơn thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Các ngươi rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Thù này không trả, ta không còn là thủy tinh nữa. Thủy tinh, ngươi thua rồi còn muốn làm gì nữa? Nếu muốn đánh thì hai ta cùng đánh, đừng làm hại tới dân làng. Nhấn chìm tất cả. Thưa cha, cha mau đưa dân làng lên núi lánh nạn, rồi cho dàn trận chuẩn bị nghênh chiến với thủy tinh. Con phải đuổi theo hắn ngay. Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Nàng hãy đưa mọi người lên núi để tránh bão đi. Sơn thần đã nói vậy, chúng ta mau đi thưa công chúa. Con mau di tản bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em lên núi đánh thổ an toàn. Còn các Lạc Hầu Lạc Hướng, máu cùng ta đắp đê, gian trận chuẩn bị nghênh chiến với quân của thủy tinh. Thủy tinh lại mưu mô xảo quyệt, gia
và mọi người hãy cẩn thận. Màu đèn màu rác qua đây. Bên kia hãy lập dàn tre chặn cắt của sông suối để sẵn sàng. Phía quân sắp tới nơi rồi. Nhấn chìm chúng xuống đáy biển cho ta. Giữ vững đội hình. Tấn công! Sức rồi. Thủy Tinh, ngươi đừng cố chấp nữa. Hãy nhìn vào tổn thất của thủy tộc nhà ngươi đi. Ngươi đánh được chúng ta thì quân của ngươi cũng chẳng còn được toàn vẹn nữa. Thưa chủ nhân, thần bị thương không biến hình nổi nữa rồi. Quân ta thì bị chặn đánh, mắc cạn ở cửa sông, sắp nghẹt thở rồi. Chủ nhân ơi, Tình Sơn tin được lắm. Hôm nay ta sẽ con rể của ta mai là nhờ có con. Nhờ có Sơn Thần bảo vệ, chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này. Mọi người hãy cùng cảm ơn Sơn Thần và chúc cho Sơn Thần và công chúa được hạnh phúc trăm năm. Tạ ơn vua cha. Tạ ơn Sơn Thần. Sơn Thần và công chúa vạn quý, trăm năm hạnh phúc. Ngày xưa có hai mẹ con quá phụ sống nghèo khó tại một ngôi làng trù phú. Nhưng người làng lại ghẻ lạnh hai mẹ con nọ. Họ cho rằng hai mẹ con bà quá đem lại xui xẻo cho làng. Nhanh lên đi bà chủ ơi, lâu quá vậy. Dạ. Chị Tươi, nhanh tay nhanh chân lên, khách hối kìa. Dạ, của anh đây. Dạ, của chị đây. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi gọi chị dọn cho tôi để tôi kêu món khác. Mà sao chị không thèm liếm xỉa gì hết trơn vậy? Chú thông cảm, khách đông quá. Tôi chờ lâu dữ lắm rồi, tôi đi quán khác, bực mình. Dạ, lần sau đến ăn đi tôi giảm giá cho. Mèn ơi, bà Phú, mời bà vào. Chị Tươi, mau dọn bàn tốt nhất, đẹp nhất cho bà Phú hộ. Dạ, mời các bà đi đường này. Các bà có thấy năm nay hạn hán dài hơn mọi năm không? Đúng vậy. Trời đã không mưa hơn 3 tháng nay, mọi khi hạn hán chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Các ông ấy đã họp ở ngoài đình vì việc cầu mưa rồi, không biết kết quả thế nào. Tôi cho là làng ta đang bị trời phạt vì có những người gây lỗi lầm, làm cho cả làng gặp họa. Thế nào hả chị? Chồng em đi họp về, chị bảo là sẽ có hội cầu mưa. Lần trước họp ở đình, đã nhất trí mời thầy Pháp về xem. Thầy phán là làng ta đang mắc tội nên trời phạt. Ý trời ơi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi thì tôi thấy chúng ta đang bị liên lụy. Tội một người mà cả làng phải chịu. Vậy làm sao chị? Ê tụi bay, tao vừa lượm được trái bưởi rụng trên đường, cùng chơi không? Nhưng có năm đứa làm sao mà chia phe. Nè, cho mình chơi chung có được không? Mày là thằng nào? Tôi là Sáng. Nó là thằng Sáng, con bà quá tươi ở cuối làng mình đó. Mẹ tao không cho chơi với nó đâu,
Mẹ tao nói nhà nó xui xẻo nên ba nó mới chết. Mẹ tao cũng không cho tao chơi với nó. Nhưng vậy thì làm thế nào? Chia làm hai đội thì phải có một đứa ngồi ở ngoài. Mày nha, hay mày? Không không. Không không. Thôi kệ, cho nó vô chơi đi. Tụi mình chỉ đá bóng bưởi thì có gì đâu xui xẻo. Được, cho mày chơi chung. Vậy cho nó vô phe nào? Không phải đội tao. Tao cũng không chơi cùng phe với nó đâu. Mẹ tao mà thấy thì chết. Thì mình tay trắng tay đen đi. Tôi nghe thầy phán, mấy người vợ mà mắc lỗi thì chồng họ mới mất sớm như vậy. Trong làng ta, từ đó giờ đâu có nhà nào như vậy. Tự nhiên chỉ có chị ta bị khóa chồng sớm, chắc hẳn là có nguyên do. Dạ, các bà còn dùng thêm gì không ạ? Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỗ quán xá cũng cần chọn lọc người làm chứ. Dạ, quán em đông khách, cần có người phụ. Thấy hai mẹ con chị tôi quá bụa, em thương thôi à. Bên này, vô. Đi. Sáng, dạ. Coi chừng nó đá không mất bên mình. Nói cho chị biết, mẹ con chị ta là nguyên nhân sự xui rủi cho làng ta từ lúc chồng chị ta mất đến nay đó. Ôi trời ơi, trái bưởi ở đâu bay vào đây vậy? Trời, giờ hết đồ rồi. Chết rồi, bay vô quán luôn rồi. Ai bảo thằng Sáng không chụp được? Tao nói là cho nó vô xui lắm mà mày không nghe. Giờ sao? Mấy cái đứa nhóc này hết chỗ chơi rồi hay sao? Nè, là mày đá vào quán của bà phải không? Chị tránh ra đi, đừng đụng vào, kẻo lây xui xẻo cho tôi. Mẹ! Thì ra là con của chị. Chị thấy chưa? Mẹ con nhà chị ta đem xui xẻo đi khắp nơi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nếu lần sau còn gặp chị ta ở đây thì tôi sẽ bảo với mọi người không bao giờ đến quán của chị nữa đâu. Tôi xin lỗi bà chủ, thằng con tôi nó nghịch, nó dại quá. Thôi, hai mẹ con chị đừng có nói gì nữa. Chị gây rắc rối cho tôi nhiều quá rồi. Hai mẹ con chị về đi, không cần tới làm việc nữa đâu. Thưa bác, xin bác cho mẹ cháu ở lại làm. Cháu xin lỗi vì đã gây ra việc này. Xin đừng trách mẹ cháu mà. Không được, nếu còn làm việc ở đây thì tôi sớm muộn gì cũng mất khách. Tiền công hôm nay của chị coi như đền bù thiệt hại cho tôi. Mau đi đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tại con. Thôi không sao đâu con. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì mới. Mẹ ơi, sao người ta lại ghét nhà mình vậy mẹ? Thì tại họ nghĩ mẹ mang tới xui xẻo, mắc tội với trời đất nên cha con phải mất sớm. Và bất cứ ai đụng vào gia đình ta thì chịu giả lây. Có thật vậy không mẹ? Vậy con mà cha mất sớm sao? Bậy nè, đừng bao giờ tin mấy chuyện đó. Chẳng qua là bà phú hộ cố dèm pha tiếng xấu cho mẹ con cháu để đuổi mẹ con cháu đi khỏi thôi. Chị Năm mới qua chơi, mời chị ngồi. Vậy hay là mình chuyển nhà đi nơi khác đi mẹ. Tôi nghe đồn bà phú hộ muốn chiếm căn nhà và khu đất quanh nhà chị, nhưng không được nên mới cố tình làm vậy. Nhưng đây là đất của cha mẹ chồng tôi để lại, còn có mồ mả tổ tiên ông bà ở đây, mộ chồng tôi cũng ở đây, sao tôi có thể đi được? Chị cứ mặc kệ lời của bà phú hộ. Mình không làm gì sai nên chẳng việc gì phải sợ. Tôi về đây, ông nhà tôi mà biết tôi qua đây lại cào nhào thêm nữa. Dạ cảm ơn chị. Vậy mình làm sao cho người ta hết hiểu lầm mình hả mẹ? Có giải thích cũng không xong đâu con. Giờ tin đồn đã lan khắp làng, cứ để một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi. Nếu còn có thể cố gắng học hành lấy cái chữ, biết đâu chúng ta sẽ có thể thanh minh cho mình. Vậy sao vậy con?
Thưa mẹ, sáng nay con cũng tới nhà thầy đồ để xin học. Thưa thầy, chúng tôi đại diện cho những phụ huynh trong làng này, yêu cầu thầy hãy suy nghĩ thêm. Chúng tôi không thể để con chúng tôi học chung với con nhà chị Tươi. Nếu thầy quyết định nhận nó thì tôi... chính tôi sẽ mời thầy giỏi trên tỉnh về. Nhưng chúng tôi quý thầy. Thầy nên nhớ, gia đình tôi cũng đã ưu ái thầy rất nhiều rồi. Chúng tôi hoàn toàn có thể tìm người khác. Nhưng thưa bà, tri thức là cho mọi người, đâu thể có sự phân biệt đối xử trẻ đầy đủ cha mẹ hay trẻ mồ côi. Đúng vậy, nhưng trên thực tế cho thấy là đứa trẻ này và mẹ nó gây ảnh hưởng xấu lên mọi người. Và sẽ ra sao khi nó ảnh hưởng đến con cái chúng tôi? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó? Nếu thằng Sáng học cùng thì chúng con sẽ nghỉ, đúng không các bạn? Đúng vậy, đúng vậy. Các trò thôi ngay, chúng ta là người có học mà hành xử như vậy sao? Ngày hôm nay chỉ ghi danh, mọi người hãy trở về nhà đi. Tôi sẽ thông báo giờ dạy học sau. Tạm thời con hãy chờ thầy tìm cách thuyết phục mọi người. Con đừng có buồn nghe. Dạ, thưa thầy, con hiểu. Con xin phép thầy. Sáng. Dạ, thầy gọi con. Thầy có một ít đồ cũ, con dùng tạm. Thầy biết hoàn cảnh của con, nhưng thầy rất tiếc chị không giúp gì. Nhưng con hãy cố gắng lên. Con cứ cố gắng đọc sách. Có gì không hiểu hãy qua hỏi thầy. Lúc nào rảnh thầy sẽ dạy riêng cho con. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy là cũng có người thông cảm và hiểu cho mẹ con mình con à. Mẹ tin là chúng ta sống tốt thì trời sẽ không hại chúng ta đâu. Nhưng bây giờ mẹ không có việc làm, chúng ta biết sinh sống bằng cái gì? Con đừng lo, chúng ta xin đi làm thuê, chịu khó qua mùa hạn hán này. Mẹ tin á là mọi người sẽ hiểu chúng ta thôi. Như bác Năm hàng xóm vừa đem qua tô canh này nè. Con mau ăn đi cho nóng. Hai mẹ con mình cùng ăn nha. Qua đây dọn dẹp mấy đứa. Đấy, phụ một tay đi. Nè nè nè, cẩn thận đó. Khi mấy cái con kia đi. Cứ vậy nha, tôi hiểu rồi. Ô, bà Phú Hộ, thật tốt quá. Dạ, ông trưởng làng, chúng tôi đến đây xem có giúp được gì không. Các bà có lòng, thật là tốt quá. Việc chuẩn bị ra sao rồi? Các bà thấy đó, mọi việc đang gấp rút hoàn thành. Ngày mai buổi lễ cầu mưa sẽ được diễn ra đúng giờ và cực kỳ hoành tráng. Gia đình tôi chỉ có một ít này để đóng góp vào công việc của làng. Chúng tôi cũng có một ít gọi là giúp đỡ việc làng. Đa tạ các bà. Quả là quý quá khi làng ta có những gia đình biết suy nghĩ cho việc chung. Có người té rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy không biết. Cái gì? Chị cầm thang kiểu gì mà để cho người ta té như vậy? Không lẽ muốn phá lễ hội cầu mưa hay sao? Mau đưa đi thầy Lan, cứ chạy chữa cho tốt, tôi sẽ trả hết mọi chi phí. Tôi xin lỗi, không hiểu sao cái thang lại trơn như vậy, như là có ai đã bôi mỡ vào. Chị Tươi à, tôi có nghe về điều tiếng không hay của chị, vốn tôi cũng không tin lắm, nhưng hôm nay thì thôi, chị hãy tránh xa lễ hội một chút, kẻo lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc ha. Tôi... Chị ta còn định đôi co gì chứ? Mọi việc đã như vậy rồi. Tôi không hiểu sao chị còn có thể ở lại đây được. Hãy đi đi cho làng chúng tôi được sống yên ổn. Cảm ơn bà Phú Hộ. Bà thật tốt bụng và hào phóng với mọi người. Cho lão qua cái. Cho lão coi chơi. Ây da. Đẹp quá trời. Cảm ơn quá.
Cái bà già này ở đâu ra vậy? Mẹ ơi, con sợ. Không sao con. Xin làm phước cho tôi đói quá. Không khéo bà ta mang bệnh dịch đó. Tránh xa ra. Bà ta trông thật đáng sợ. Tôi mưa quá à. Thôi nữa chứ, đứng xa cũng nghe thấy mùi. Chúng ta phải đuổi bà ta đi. Bà già kia, bà phải đi khỏi đây. Không được vào lễ hội nữa. Bà đói quá, xin hãy thương tình. Bà hãy cút đi. Lại là mày hả, thằng Sáng? Các cậu có quyền gì mà xua đuổi bà ấy? Im đi, đúng là đồ xui xẻo. Mày không được phép đến đây. Cháu không được làm vậy. Cháu có làm vậy thì cũng không giải quyết được gì đâu. Đúng đó con trai, con không được ném đá họ. Nếu con ném họ thì sẽ đổ máu. Chúng ta đang tế lễ, không thể để có máu ở đây làm hỗn loạn nghi lễ cầu mưa. Vậy thì người có lỗi đầu tiên là chúng ta đó. Con hiểu chưa? Có chuyện gì vậy? Xin trưởng làng hãy giải quyết đi ạ. Chị Tươi à, tốt nhất là gia đình chị và bạn sinh này nên lánh mặt đến hết lễ hội cầu mưa đi. Tin đồn dù đúng hay sai thì mọi người cũng rất lo lắng khi thấy mẹ con chị ở đây. Nè, trời đất ơi, đi khỏi đây đi, xuống qua lên. Đi khỏi đây đi. Phải à. Mấy người mà còn ở đây là điềm xui xẻo cho cái làng này đó. Đi đi. Mình đưa bà lão này theo nha mẹ, bà ấy không đi được nữa. Bà ráng chờ một chút, để tôi pha nước tắm cho bà rồi ăn chút cháo nha. Mẹ ơi, thầy đồ cắt thuốc cho mình không lấy tiền, còn cho thêm một ít lá thuốc để đắp vào chân cho bà cụ nữa nè. Vậy tốt quá. No quá, no quá. Lần đầu tiên ta mới được ăn no như vậy, lại còn được tắm rửa nữa. Chỉ là cháo loãng thôi ạ. Bà ăn tạm. Cảm ơn mẹ con chị lắm. Ta biết mẹ con chị cũng không khá giả gì mà lại giúp ta tận tình hơn những người tiền dư bạc thừa. Bà đừng nói vậy. Người giúp người là chuyện nên làm. Bà có vẻ mệt lắm rồi, bà hãy ở lại ngủ với mẹ con tôi. Sáng mai khỏe rồi hãy tính. Con mệt quá mẹ ơi. Ngủ đi con. Hôm nay con trai của mẹ giỏi lắm. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm canh chài. Đang đêm tối, bà đi đâu đó? Ta làm phiền hai mẹ con nhiều rồi. Ta đi đây. Nửa đêm rồi bà còn đi đâu nữa? Xin bà hãy ngủ lại nhà mẹ con cháu một đêm. Khuya như vậy, bà đi một mình, mẹ con cháu không yên tâm. Là già không muốn làm phiền đến mẹ con chị nữa. Bà cứ ngủ lại một đêm đi bà.
cháu còn nhỏ mà ngoan quá, già vì cháu nhỏ mà lưu luyến khó đi. Quyết định vậy à? Bà ngủ hết đêm đi, nếu không vì nhà cháu không được đầy đủ khiến bà khó ngủ. Rồi rồi, già ở lại. Con đói quá mẹ ơi. Chắc đói quá nên vừa nằm xuống là thấy ác mộng á. Con ráng ngủ đi cho hết đói. Mai mẹ sẽ tìm thêm ít khoai và xin bà Năm ít gạo để đủ cho ba người chúng ta. Chuyện này kỳ lạ quá, mẹ có đang nằm mộng hay không? Con mới thấy ác mộng, nước lũ cuốn trôi cả làng. Mẹ ơi, bà lão đâu? Hay là bà lão đã biến thành rồng? Lạ quá, đang đêm khuya như vậy, con rồng thì lại quá lớn. Nếu nó muốn hại mẹ con ta thì chúng ta không thoát nổi. Thôi thì hãy nhắm mắt lại xem như không biết, chờ trời sáng rồi hẳn hay. Hồi nãy con mơ thấy làng mình có lục lớn đó mẹ. Hai mẹ con mình bị lạc nhau. Chỉ là mơ thôi con. Ngủ đi con, ngủ đi. Bà ơi, bà ăn sáng rồi hãy đi. Hai mẹ con đừng sợ, ta chính là rồng thần đến báo tin lục để cảm ơn lòng tốt của hai người. Xin hãy nhận lấy cái này. Nội trong hôm nay sẽ có một cơn lục rất lớn. Chị hãy lấy tro trong cái gói này mà rắc quanh nhà mình để bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con. Hãy khoan thưa bà, nếu có lục lớn, xin hãy cứu cả làng. Thế gian biến đổi, thiên tai là chuyện không báo trước. Nhưng ta thương mẹ con chị tốt bụng, nên bày cách để mẹ con chị được sống. Bà ơi, bà đã thương xin thương cho trót, có cách nào để giúp mọi người thoát khỏi tai kiếp này với ạ? Thôi được, ta chịu ý người tốt bụng. Cái này sẽ giúp mẹ con chị làm gì? Giờ chị định trù éo gia đình tôi nữa hay sao? Chị lừa được vợ của tôi chứ chị không lừa được tôi đâu. Mang sang đây nữa đó. Thôi thì mình cố gắng rải tro xa nhất có thể, biết đâu lại giúp được người nào. Vậy? Sao tự nhiên trưởng làng ngưng lại vậy? Có chuyện gì? Sao vậy? Dân làng ơi, trời đã nghe thấy chúng ta rồi. Một mạch nước đang phun từ dưới đất lên. Sao? Thật sao? Ui, đúng rồi. Thật hả? Nước bắt đầu phun rồi. Mau, bấm nước thần đi. Mau, bấm nước thần đi. Đến nhà cháu đi, đến nhà mẹ con cháu mau đi. Chị, mau đưa chồng con hết sang nhà tôi, vì trời lục lớn rồi. Chết rồi cô Năm ơi, ở ngoài đình đất lở, nước ngập ghê lắm, không có ai chạy trốn kịp. Ông Năm, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Qua nhà chị tôi ngay, mau. Cậu ở lại nhà tôi thì sẽ không có việc gì. Để tôi về cổng mẹ già qua đây. Sáng ơi, con đang ở đâu? Mẹ ơi,
Cứu tao! Sáng ơi, cứu tao! Không lên! Anh tay tao! Sáng ơi, con đang ở đâu? Cầu trời cho con về nhà an toàn. Chị tôi, nhìn kìa. Như vậy là đổ sân đình, chắc là ngập hết rồi. Trời ơi, sáng con tôi. Chị tôi, chị có điên không? Chị định bơi ra đó hay sao? Nhưng mà thằng sáng, nó bị đuổi khỏi lễ hội từ sớm. Có thể nó đã leo lên được đâu đó. Chờ hết mưa, chúng ta đi đón nó. Cảm ơn rồng đã cứu tôi. Ta đã nói sắp có hiệu, không ở yên trong nhà. Rồng thần ơi, xin người cứu dân làng giới có được không? Chúng đáng bị phạt vì tính giả nhân giả nghĩa, vì lợi ích gieo tiếng xấu cho người khác. Còn lại là những người hèn nhát, thấy sai mà không dám đứng ra bảo vệ người tốt, chống lại cái xấu, đáng bị trừng trị. Chị tôi, bình tĩnh đi. Sáng ơi, con là mẹ lo quá. Mẹ! Cha tạ rồng thần đã cứu chúng tôi. Người làng chắc không ai thoát nổi. Cha ơi, mẹ ơi. Không biết có cách nào cứu người không? À, mẹ ơi, giỏ trống của bà lão cho chúng ta. Vậy mà mẹ quên mất. Chúng ta mau đi cứu mọi người. Ôi, mà lên, mà bên kia, con lão kia, cảm ơn. Cảm ơn mẹ con chị không quản nguy hiểm đã cứu giúp mọi người trong cơn thiên tai này. Nếu không có chị, chắc làng này... Trưởng làng và mọi người đừng nói vậy. Đều là làng xóm với nhau hết. Sao có thể thấy chết mà không cứu? Xin lỗi chị. Chúng tôi đã đối xử không phải với chị. Vì tôi tham lam ích kỷ mà gieo tiếng xấu cho mẹ con chị. Vậy mà chị vẫn bỏ qua để cứu gia đình tôi. Chị thật là nhân đức. Chị đừng làm vậy. Hiểu lầm thôi mà. Mọi người còn sống an toàn là tốt rồi. Làng chúng ta qua việc này á, lại yêu thương nhau hơn. Rồi đây chúng ta sẽ xây dựng lại làng mới. Cảm ơn mẹ con chị tôi. Từ đó dân làng và mẹ con nhà chị tươi sống hòa thuận và yêu thương nhau. Nước dâng liền mấy ngày mấy đêm, khiến làng ấy thành hồ mà sau này dân gian gọi là Hồ Ba Bể. Còn gò đất nhà của hai mẹ con thành đảo nhỏ giữa hồ, người ta gọi là Gò Bà Quá.